740, thiên phú mạnh nhất của 740 chương. Không, hiện tại nói ra lời này cũng còn khá sớm, nhưng mà thiên phú tu luyện của Đại Lục Nguyên Thủy mà hắn thể hiện ra lại xa xa không có cách nào so sánh với năm đó. Hiện tại ta có một ý nghĩ lớn mật, nhưng ta nhất định phải trưng cầu sự đồng ý của ngươi trước. Từ Dương hiểu rõ lão giả muốn thử nghiệm trên người mình, không khỏi lộ ra nụ cười bình tĩnh. Ta tin tưởng phán đoán của tiền bối, tối thiểu trong lĩnh vực tu luyện ở Nguyên Thủy Đại Lục, không người nào có thể ngự giá trên người ta. Đến cả ta, cho dù cuối cùng tu luyện thất bại cũng sẽ không chậm chế ta thi triển lực lượng của mình. Lão giả nghe xong lời này của Từ Dương, lập tức trở nên sáng tỏ thông suốt, lo lắng duy nhất trong lòng cũng không phụ tồn tại. Ngươi nói đúng, ta thật sự có một ý tưởng lớn mật, ta muốn bồi dưỡng ngươi thành người đứng đầu lực lượng Nguyên Thủy Vạn Cổ không thể nghi ngờ, ý nghĩ này là sau khi ta sáng chế ra Thanh Nguyên Khí, trong lúc vô tình đã nghĩ ra được. Bây giờ hệ thống căn bản không hoàn chỉnh, đơn giản mà nói, ta chỉ đề xuất một loại khái niệm cụ thể loại khái niệm này có thể thông qua hay không ta cũng không rõ ràng. Đi tới giai đoạn này, ba người các ngươi hẳn là đã rất rõ ràng, khuyết điểm lớn nhất của lực lượng nguyên thủy là ở cực hạn của nó, mà loại cực hạn này cũng không phải thể hiện từ phương diện cường độ lực lượng hắn có thể sinh ra. Cho dù là ta cũng chưa từng nhìn thấy sự cường đại nhất của lực lượng nguyên thủy, bởi vì trên lý luận loại lực lượng này là không tồn tại uy lực cực hạn, chỉ có thân thể càng cường đại, lực lượng nguyên thủy ngưng tụ ra tự nhiên cũng sẽ càng mạnh nhưng nhược điểm lớn nhất của nó là ở số lượng cực hạn. Cỗ lực lượng này đến từ trang bìa tinh hoa dự trữ của tế bào bản thân tu luyện giả, trước mắt thiên phú của tất cả mọi người mà ta thấy là đáng sợ nhất, bởi vì trong cơ thể ngươi có được tinh hoa sinh mệnh do huyết mạch long tộc tích lũy xuống, bởi vậy tinh hoa phong nguyên trong tế bào của ngươi giống như đại dương minh mông, nhưng cho dù như vậy, cuối cùng vẫn có phần cuối. Cho dù cỗ lực lượng này có thể giúp ngươi kéo dài trăm vạn năm sử dụng, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày khô kiệt. Mà ý nghĩ lớn mật này ta đưa ra, lại thông qua một loại khí thức pháp tác vận hành trong cơ thể đặc thù, điều động và bồi dưỡng ra một lực lượng sinh sôi không ngừng tuần hoàn, có thể làm cho tinh hoa phong nguyên có hạn biến thành vô hạn. Trên thực tế, loại ý nghĩ này cũng là toàn bộ lực lượng nguyên thủy tu luyện giả, nằm mơ cũng không dám nghĩ tới cảnh giới vô thượng. Mọi người đều khát vọng có thể có một loại phương pháp như vậy, để lực lượng nguyên thủy không tồn tại tai hại duy nhất như vậy, nhưng người cũng rõ ràng, đây hầu như là không thể thực hiện được. Bởi vì bản thân lực lượng nguyên thủy, tồn tại liền nhất định có kết cục như vậy. Nhưng sự xuất hiện của ngươi, khiến ta từ trước đến nay không có khả năng thấy được khả năng cuối cùng. Trên thực tế, sở dĩ phong ấn tinh hoa không cách nào tuần hoàn sử dụng, là bởi vì mỗi một lần ngươi từ trong vô số tế bào thân thể rút ra một bộ phận tinh hoa phong niên, dẫn đạo cố tinh hoa này du tẩu toàn thân, cuối cùng cô khí này phóng ra ngoài, không cách nào đồng thời va chạm tất cả kết cấu thể mạch trong thân thể. Bởi vậy, trong lúc ngươi hết sức tức giận, tinh hoa dự trữ trong cơ thể sẽ tiêu hao hết 5 phần, theo người tu luyện sâu sắc không ngừng cường hóa, khu vực nội thị không ngừng kéo dài, khu vực cỗ khí du tẩu này cũng sẽ không ngừng tăng lớn, tế bào va chạm dần dần tăng nhiều, có thể đền bù khí phóng ra ngoài, mức độ tiêu hao cũng sẽ dần dần tăng lên. Nhưng cho dù ta tu luyện mạch lực lượng nguyên thủy này đến người gần như cực hạn, đánh ra 10 phần phân lực, nhiều nhất cũng chỉ có thể bù đắp 8 phần. Nếu có một người có thể trước khi lực lượng thoát ly thân thể, đem một cỗ khí này ở trong tám mạch trong cơ thể chạy đi một cái chu thiên hoàn chỉnh, như vậy lý luận mà nói, người đánh ra 10 phần lực lượng, liền có thể đạt được trăm phần trăm hiệu quả bù đắp, như vậy liền tương đương với có được lực lượng nguyên thủy vô cùng vô tận, trở thành chiến thần chân chính hầu như có thể bất bại. Ba người từ dương nghe vậy giật nảy mình, dường như cũng hiểu được phỏng đoán như vậy cũng không phải là không có khả năng thực hiện, nhưng thật sự muốn thực hiện lại khó khăn cỡ nào. Sở dĩ ta nói từ dương người có khả năng thực hiện, là vì ở giai đoạn đầu tiên ngươi nội thị, liền đạt đến hiệu quả hoàn mỹ, đồng thời thắp sáng lên mỗi một chỗ bảy kinh bát mạch trong cơ thể, như vậy ngươi ngưng tụ ra cỗ khí đầu tiên, liền có thể hoàn mỹ đi khắp mọi ngóc ngách trong toàn thân, mà loại cảnh giới này chính là năm đó ta xa xa không đạt tới. Từ dương nghe vậy, cũng ngưng trọng gật đầu, vậy tiếp theo tiền bối làm sao để tiến hành thử, biểu tình của lão giả cũng có kinh hỉ và sao động, dần dần khôi phục trầm ổn. Rất đơn giản, từng người nhập môn, Giai đoạn 3 tiếp theo mới là giai đoạn trọng yếu nhất, đó chính là ngưng tụ đạo tiên thiên nguyên khí thứ nhất trong thể nội. Đạo tiên thiên nguyên khí này có thuộc tính và cường độ, ảnh hưởng trực tiếp tới tốc độ và cường độ ngươi điều động lực lượng nguyên thủy trong chiến đấu. Đồng dạng cũng xuất phát từ linh hồn bổn nguyên, dù tẩu khắp nội thị mỗi một chỗ cơ thể ngươi mở ra. Bởi vì lần đầu tiên từ trong thân thể ngưng tụ ra tinh hoa phong nguyên càng thuần túy, tiếp theo muốn điều động bọn họ cũng càng dễ dàng, đồng thời có thượng thanh nguyên khí đạo của ta phối hợp tu luyện, người mở yếu huyệt trong cơ thể, tốc độ ngưng tụ khí xoáy sẽ càng nhanh. Chỉ có ngưng tụ ra càng nhiều khí xoáy, sinh ra tế bào chấn động mãnh liệt hơn, người mới có thể khống chế công pháp lực lượng nguyên thủy cường đại hơn. Ngay sau đó, ba người từ dương lại bỏ ra 10 ngày, lão nhân một tấc cũng phối hợp bọn họ tiến hành tu luyện, lục tục đều ngưng tụ ra tiên thiên nguyên khí của mình. Dựa theo lời lão giả nói, cường độ khí xoáy là phân chia đẳng cấp, nhưng mà tiên thiên nguyên khí cũng không có, nhưng cho dù như vậy, từ dương ngưng tụ ra một đạo nguyên khí cùng thuộc tính đều vượt xa hai đồng bọn bên cạnh, ngay cả lão giả trước mắt cũng kém xa. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, ba người từ dương tu luyện trong sơn động này đã trọn vẹn ba tháng. Mà trong lúc tu luyện, có thể nói từ dương tiến triển cực nhanh, mỗi ngày đều có bước chân dài và công lực tinh thâm. Theo lời nói của lão giả, tiến trình tu luyện trong sơn động này của từ dương có thể sánh với công lao của hậu nhân trong thôn trăm ngàn năm của mình. Lão giả cũng không khoa trương, Hôm nay Từ Dương vẻn vẹn chỉ tu luyện 3 tháng, liền có thể khống chế Thanh Nguyên khí đạo, giai đoạn thứ nhất 18 loại công pháp lực lượng nguyên thủy trong bí thuật. Mà so sánh xuống, Hoa nhỏ bên người chỉ có thể thuần thục nắm giữ hai loại, còn có một chút công pháp nguyên thủy cường đại hơn một chút, hắn vận dụng cũng không phải là quá mức thành thục. Về phần nữ đế, bởi vì trạng thái thân thể của nàng thực sự đặc thù, không cách nào giống như Từ Dương và Tiểu Hoa, dựa theo con đường tu luyện bình thường tiến hành, bởi vậy lão giả quyết đoán để nàng lựa chọn trùng cường hóa đối với một luồng khí xoáy, đơn giản mà nói chính là chỉ tu luyện một loại công pháp, cũng có thể đạt tới cực hạn của loại công pháp này, cũng có thể làm cho năng lực thực chiến của nàng tăng lên đến lớn lao. Suy nghĩ một chút trọn vẹn ba ngày, cuối cùng nữ đế quyết định, chủ công vân hải khí xoáy, đem tốc độ thân pháp của mình lần nữa tăng lên một đẳng cấp. 741, người đầu bạc 74 chương bạch đồ thứ bảy lão thái gia, đại sự không tốt, có một nhóm nhanh vuốt đến từ thần giới mò vào thủ vệ thiên hà không bao lâu nữa có thể tìm được chúng ta bên này bây giờ nên làm gì ta hoài nghi là ba tên gia hỏa này mang đến người hiện tại trong thôn mọi người đều rất bối rối tình huống thật không tốt ba người từ dương nghe vậy đồng thời đứng dậy bọn họ cũng thật sự không nghĩ tới bởi vì ba người bọn họ đến mang đến tai họa vô vọng như vậy cho toàn bộ vân mộng thiên hà tiền bối không cần lo lắng nếu như chuyện này thật sự có quan hệ với chúng ta chúng ta nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lão giả lại cười ha hả lên, ta chưa từng trách tội ba người các ngươi, bên ngoài vân mộng thiên hà có phong ấn, phong ấn kia một khi bị phá nát, đương nhiên sẽ khiến cho trên phương diện thần giới đặc biệt chú ý, chuyện này có quan hệ gì với các ngươi. Lão giả có thể nói như vậy, ba người từ dương cũng dễ chịu hơn một chút, bất quá chuyện này xét cho cùng cũng là vì bọn họ mà ra. Trong phong cách xử sự của từ dương, chưa từng có lựa chọn như rùa đen rụt đầu, Bất luận như thế nào mời tiền bối yên tâm, nếu như ngài tin tưởng chúng ta chuyện này, liền giao cho ba người chúng ta xử lý đi. Càng trọng yếu hơn là, trong chớp mắt đã có ngài dốc lòng dạy bảo, đã gây cho các vị không ít phiền toái, ta nghĩ chúng ta cũng nên rời đi. Lão giả nhìn chằm chằm từ dương một chút, cũng không có giữ lại nhiều hơn. Thôi được, ta biết rõ ba người các người có năng lực xử trí hoàn mỹ chuyện này, vậy ta cũng không giữ các người lại, dù sao bây giờ ở lĩnh vực nguyên thủy lực lượng này, Đồ vật ta có thể dạy cho các ngươi cũng không còn bao nhiêu. Lão giả vừa nói xong, đột nhiên đánh ra một đạo ánh sáng vào mi tâm Từ Dương, theo sát sau Từ Dương phát hiện trong đầu của mình trống rỗng thêm ra rất nhiều phương thức tu luyện không thể tưởng tượng, mà đây chính là tâm đắc và có liên quan đến kỹ xảo trọng yếu có liên quan đến việc lão giả khống chế tiên thiên nguyên khí. Từ Dương rất rõ ràng, một ít tâm đắc này có giá trị so với những công pháp trong thanh nguyên khí đạo kia càng thêm trọng yếu. Có những kinh nghiệm ta vừa mới truyền thụ cho ngươi, ngày sau một khi cơ hội thành thục, người nhất định phải dựa theo phương pháp ta nói với người đi làm, nếu thật sự có thể thực hiện nguyên khí chu thiên viên mãn, người chính là người đứng đầu từ xưa đến nay. Từ Dương vô cùng trịnh trọng ôm quyền với lão giả, không hề nghi ngờ lão giả này tương đương với ân sư của Từ Dương cũng không quá đáng. Dù sao hắn cũng là người có thể dẫn đạo lý nhập môn của Từ Dương trong lĩnh vực lực lượng nguyên thủy hoàn toàn mới. Tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ dùng hết khả năng. Lão giả lại khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, trịnh trọng quét nhìn ba người từ dương. Sư phụ dẫn nhập môn tu hành cuối cùng là tại một người, mọi người nhớ lấy, lĩnh vực nguyên thủy truy đuổi tràn đầy vô tận khả năng, càng nhiều hơn là phải dựa vào chính các người tự mở mang và sáng tạo, tạm thời không nên đi từng bước một, toàn bộ nội dung trong thanh nguyên khí đạo, chỉ có tìm được bộ phận thích hợp nhất với bản thân mới có thể phát huy ra uy lực chân chính của nguồn lực lượng này. Lão giả nói xong những lời này liền không còn gì để nói, một lần nữa cầm lấy quả trượng của mình, dưới mấy người bạn thân hậu sinh này đồng hành rời khỏi sơn động. Chuyện phía trong thôn cứ giao cho ta, ba người các ngươi ra khỏi sơn động rồi đi về phía tây, vòng qua tòa tuyết sơn phía trước, sau đó đi vòng về phía trước, liền có thể đụng phải những kẻ xâm nhập kia. Bây giờ đi vào lĩnh vực lực lượng nguyên thủy, ba người từ dương lúc này mới ý thức được, toàn bộ khu vực chung quanh sơn động bao gồm thôn xóm này đã sớm bị đủ loại lực lượng nguyên thủy phát triển bố cục, người ngoài muốn tìm được sơn thôn này xác thực khó càng thêm khó. Trên thực tế, nếu không phải trong đoàn đội có nữ đế tồn tại chính là khí thức phong hỏa vô cực dẫn dắt mới để ba người từ dương tìm được vị trí thôn xóm này đưa mắt nhìn đoàn người lão giả rời khỏi từ dương trong lòng ba người đều lộ ra chút phức tạp không ngờ lần này chúng ta tiến vào vân mộng thiên hà vậy mà có thu hoạch không thể tin nổi như vậy cũng coi như mở ra tầm mắt cao hơn từ sau khi tu luyện lực lượng nguyên thủy ta cảm giác phương diện tăng lên rõ ràng nhất của thân thể chính là phương diện cường độ thân thể cho dù không thương tâm nguyên khí đạo Công pháp như vậy phụ trợ không cách nào tăng lên thực lực chiến đấu của chúng ta, nhưng thuộc tính thân thể chúng ta tăng lên cũng là đặc biệt kinh người. Tiểu Hoa rất nhanh đã nhận được sự kết hợp của nữ đế và Từ Dương. Đúng là như vậy, dù sao tu luyện lực lượng nguyên thủy này nói trắng ra là cực hạn của việc mở ra lực lượng thân thể, vốn chỉ là quá trình cường tâm kiện thể. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, không nhiều lời, hành trình chúng ta ở đây đã kết thúc, kế tiếp hãy để cho chúng ta dùng loại lực lượng nguyên thủy vừa mới nhận được này vung vẩy nanh vuốt của những thần tộc này đi đồng thời nếu như thuận lợi mà nói ta hy vọng có thể tìm được thần khí trí tôn mà phụ thân ngươi lưu lại trong vân mộng thiên hà năm đó tóm lại không thể để cho lực lượng của một thế hệ thần vương chính là hoang phế nữ đế cũng có suy nghĩ như vậy rất nhanh ba người một đường đi về phía tây vòng qua ngọn tuyết sơn kia dựa theo lão giả chỉ dẫn quả thật là không có nhiều thời gian liền gặp phải đám thần tộc này đáng nhắc tới là thủ lĩnh thần tộc dẫn đội tiến vào vân mộng thiên hà lần này lại là người thứ ba trong tứ đại thần tướng người đầu bạc đồ hiên viên cương mà phía sau hắn có chừng ba ngàn tinh binh thần cấp mặc dù phần lớn những người này đều không có năng lực công pháp cường đại nhưng chỉ có cường độ thân thể mà nói chiến sĩ thần cấp không có não sung phong cũng sẽ là một trường hảo kiếp ha ha ta thật sự không nghĩ tới hành trình lần này thuận lợi như vậy nhanh như vậy đã đụng phải mấy tên phản nghịch các ngươi nữ đế không ngờ ngươi đã mất đi thần vị mấy trăm ngàn năm vẫn là tặc tâm không chết y sặc lại cười lạnh nhìn hiên viên cương trước mặt một cái. Trong mắt ta người chẳng qua chỉ là một con chó bên người đám âm mưu kia của thần giới mà thôi, căn bản không có tư cách diếu võ dương oai trước mặt ta, mau cút khỏi tầm mắt của ta. Ha ha, một kẻ tù tội lại còn bày ra tư thái như vậy trước mặt ta, người thật sự là chán sống. Lên cho ta, hiên viên vừa mới thực lực đương nhiên là không thể nghi ngờ, nhưng cho dù là loại tồn tại như hắn, cũng là thói quen trước khi khai chiến để những con cá nhét sau lưng mình đi lên chịu chết. Mà suy nghĩ lý giải của hiên viên cương lại không phải như vậy, những ba ngàn chiến sĩ giáp vàng này đều là hắn bình thường một tay dạy dỗ ra, hắn rất tin tưởng năng lực thực chiến của những người này. Nhưng hiên viên cương sai lầm ở chỗ, quá mức đánh giá thấp thủ đoạn hiện tại của ba người từ dương. Sau khi nắm giữ lực lượng nguyên thủy, ba người từ dương như hổ thêm cánh, cho dù nhiều người hơn nữa đồng thời phát động cạnh tranh, trong mắt từ dương cũng chỉ là một trò chơi mà thôi. Bố cục sắp xếp, từ dương chỉ nhẹ nhàng hô lên như mây gió, dưới chân nhanh chóng hiện ra một đạo lam quang thông thấu như nước, nếu đám người Long Khôn cũng ở đây, liền có thể nhận ra thủ đoạn mà Từ Dương thi triển lúc này, chính là kỳ môn thuật quỷ cốc, thế tử cổ hạ hoàng triều am hiểu nhất. Thế tử nhiều nhất có thể diễn hóa ra 64 quẻ, nhưng trước mắt Từ Dương bày bố ra vầng sáng trận pháp này, vẻn vẹn chỉ là bát quái bên ngoài, chiếm diện tích hơn 64 quẻ của thế tử lúc đó. Mỗi một quẻ quẻ tượng riêng biệt, diện tích lĩnh vực đều vượt qua mấy trăm dặm. Đáng sợ hơn chính là, quẻ tượng này còn đang chạy theo tiên thiên nguyên khí của Từ Dương, không ngừng thả ra khí tức màu lam cực kỳ nồng đậm, rất nhanh liền bao quát toàn bộ chiến trường dưới chân mình. 742, linh vực của nhân đồ thứ 72, Hiên Viên Cương, ngươi là một trong tứ đại thần tướng của thần giới, cứ như vậy để mặc những thủ hạ của mình chết trong tay ta, người thật sự là uổng công làm người. Lần trao phúng này của Từ Dương rất đúng lúc, bởi vì ngay khi hắn vừa nói xong, Hiên viên mới phát hiện mình vậy mà đồng thời mất đi khí thức của 3.000 tinh binh này bắt giữ, trước mắt hoàn toàn không nhìn ra được 3.000 tinh binh thần cấp này, rốt cuộc đã đi đâu. Đáng sợ hơn là tầm nhìn lúc này của Tiết Nguyên Cương, vẻn vẹn chỉ có trong lĩnh vực một quẻ dưới chân lão, giống như bị giam vào phòng đen nhỏ của Từ Dương, cần cường hóa tinh thần lực của mình từng chút một mới có thể không ngừng khuếch tán tầm mắt của mình. Trái lại 3.000 tinh binh thần dưới kia, lúc này đã được chia làm 300 trận doanh nhỏ, phân chia ở vị trí quẻ tượng khác nhau của Từ Dương. Mà 10 đội ngũ tinh binh trận doanh này, mỗi một trận doanh đối ứng với quẻ tượng khác nhau mang ý nghĩa bọn họ lâm vào khu vực chiến trường hoàn toàn khác nhau. Có trận doanh đối mặt chính là biển rộng minh mông vô tận mãnh liệt, có trận doanh đối mặt cát vàng minh mông bắt ngát. Những cảnh tượng này xuất hiện trước mặt bọn họ như thật như ảo, nửa giả nửa thật. Nhưng tiếc nuối chính là, bọn họ bất luận giấy ruộng thế nào, đều không có biện pháp trở về chiến trường nguyên thủy trong vân mộng thiên hà ông trời của ta ơi a dương kỳ môn quỷ cốc của ngươi vậy mà đã mạnh đến mức này chỉ sợ thế tử kia nhìn thấy thủ đoạn như vậy phỏng chừng đều sẽ hoài nghi nhân sinh a à. nữ đế cũng bất đắc dĩ liên tục cười khổ khó trách lão tiền bối kia gọi thẳng ngươi mới là tồn tại lực lượng nguyên thủy đang lâm đỉnh phong chỉ riêng công pháp nhất mạch quỷ cốc kỳ môn này đã có thể bị ngươi nắm giữ đến trình độ này những người này gặp phải ngươi thật sự là xui xẻo từ dương cũng không có ý khoe khoang vẻn vẹn chỉ là sắc mặt bình tĩnh tiếp tục khống chế kỳ môn chi pháp từng chút từng chút xâm vân thôn tính người phương đội tinh binh này. Những nanh vuốt này của thần giới, mặc dù các ngươi tương đối vô tội, nhưng tiếc nuối là đời này các ngươi nhất định phải hiến dâng cho thần giới, cho dù là lãnh tụ của các ngươi làm ra phán đoán sai lầm, các ngươi cũng không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào, các ngươi đã trở thành đối thủ của Từ Dương ta, như vậy kết cục hôm nay liền sớm định trước rồi. Như vậy tiếp theo, tiếp nhận các ngươi mỗi người phải đối mặt thẩm phán đi. Ầm ầm ầm, khí tức kinh khủng bộc phát hoàn toàn khuếch tán, từ dương giận dữ, quỷ cốc kỳ môn phát ra tai nạn tính chất khó có thể tưởng tượng biến đổi, mỗi một cái bị ngăn cách đến lĩnh vực tinh binh phương trận trong khu vực quẻ tượng, triệt để phát sinh biến hóa long trời lở đất, loại lực lượng vô cùng cường đại này trùng kích, căn bản không phải tồn tại trình độ bọn họ có thể chống lại. Lúc hiên viên vừa rồi phí hết sức chín châu hai hổ, rốt cuộc phá tan không gian quẻ tượng giam cầm mình, hắn tiếc núi phát hiện, ba ngàn tinh binh đi theo mình đến đây, đã không còn lưu lại thi thể mà xung quanh chiến trường nguyên thủy này chỉ là khôi giáp trên người ba ngàn tinh binh này. Rốt cuộc ngươi đã làm gì bọn họ? Hiên viên vừa kinh vừa sợ, một mặt là cảm thấy vô cùng phẫn hận với việc Từ Dương gạt bỏ đám thủ hạ của mình, một mặt khác là chấn kinh đối với thực lực khủng bố như Từ Dương. Trước khi đến đây, hiên viên cương chưa từng nghĩ tới, Từ Dương mà mình phải đối mặt lại là một tồn tại như vậy. Dường như sự cường đại của hắn đã vượt xa phán đoán của thần giới đối với hắn, hơn nữa đã vượt qua thần giới, Mỗi một người tự cho rằng mình có thể chống lại hắn. Phóng mắt nhìn khắp thần giới hiện tại, nếu bàn về thực lực chân chính, chỉ sợ cũng chỉ có Thần Vương cùng vị quân sư thần bí khó lường kia có thể sánh vai với Từ Dương. Thích phần lễ gặp mặt ta tặng ngươi sao? Ngươi tới quá đột ngột, ta cũng không có thời gian chuẩn bị ăn xin, chỉ có thể mượn hoa hiến Phật. Những trang bị này quay đầu lại, ngươi mang về cho nhóm chiến sĩ thần tộc tiếp theo sử dụng đi. Từ Dương nói ra lời như vậy, không thể nghi ngờ đã xem như là nhục nhã đối với Hiên Viên Cương. Bởi vì hiên viên vừa mới từ đầu đến cuối đều coi mình là cường giả cùng cấp bậc với tử dương, nhưng hiện tại, hắn không còn có tư cách nói ra lời này. Thực lực của ngươi quả thật mạnh kinh người, ta không thể không thừa nhận, trước mắt thần giới xuất hiện sai lệch cực lớn với thực lực của ngươi, nhưng điều này cũng không có nghĩa là hiên viên ta vừa rồi sẽ e ngại ngươi. Ở trong tứ đại thần tướng của thần giới, cá nhân ta đơn đấu thực lực dám xưng nhị, sẽ không ai dám nói đệ nhất. Từ Dương bật cười hì hì, nếu như ngươi vẫn còn ở trong giai đoạn so sánh với tứ đại thần tướng, ta khuyên ngươi vẫn nên nhanh chóng trở về đi, tốt nhất gọi ba người khác tới đây cùng, nếu không cũng không nói hai vị mỹ nữ tuyệt thế bên cạnh ta, cho dù là một mình ta, ngươi cũng căn bản không có khả năng chống đỡ. Từ Dương biểu lộ ra thực lực cường đại, mặc kệ nói ra cái gì, nhưng ở trong tai Hiên Viên Cương đều có vẻ đặc biệt chói tai. Ngươi quá cuồng vọng rồi, vậy thì để ngươi cảm nhận qua nhân đồ lĩnh vực của ta một chút khí tức sát lục cường đại trong cơ thể hiên viên cương nháy mắt bộc phát, thanh phương thiên hỏa kích trong tay gã dài chừng hai thước nhanh chóng xuất hiện. Mà dưới chân hắn, trong phạm vi trăm mét, cỗ khí diễm màu đen nồng đậm kia có vẻ thập phần dữ tợn. Người đầu bạc đồ hiên cương, đặc điểm lớn nhất trong lĩnh vực đồ cương của hắn là có thể sinh ra phong ấn một trọi một tuyệt đối, hơn nữa sau khi phong ấn giữa hai người đạt thành. Chỉ có một bên hoàn toàn bị chinh phục đầu hàng hoặc là một bên tử vong mới có thể kết thúc hiệu quả phong ấn này. Tiểu Hoa nghe vậy, sắc mặt không khỏi khó coi mấy phần nói như vậy tên này quả thực là một người điên chiến đấu cùng người như vậy giao thủ thật sự không phải là một cục diện làm cho người ta vui vẻ nhưng mà biểu tình của từ dương tựa hồ bình tĩnh làm cho người giật mình ngươi thật sự xác định muốn ở trước mặt ta phóng thích gia nhân đổ lĩnh vực sao một khi quyết định ngươi ngay cả cơ hội hối hận cũng không có hơn nữa ta là sẽ không để cho ngươi sống mà rời đi ha 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 tăng phúc linh vực lực của ta mang cho ta cùng hiệu quả suy yếu đối địch Người rất nhanh có thể cảm nhận được tự đại điên cuồng. Từ Dương vẻn vẹn chỉ lộ ra một vòng cười lạnh khinh thường, kiếm quang nhiều không đếm được chung quanh hư không đồng thời bay vụt xuống. Kiếm khí sắc bén thật cường đại, lĩnh vực đồ sát của người ta có thể sẽ bị mục tiêu ta phong tỏa lực chiến đấu thu nhỏ 50%, vì sao lại không có tác dụng với hắn? Khi vô tận kiếm mang này đánh vào trên người mình một khắc, Hiên Viên mới ý thức được, Từ Dương và đối thủ trước kia hắn gặp phải đều không giống nhau. Hắn không biết Lĩnh vực đồ sát này suy yếu, vẻn vẹn chỉ là lực lượng hệ thống chư thiên, Từ Dương vừa mới khống chế lĩnh vực lực lượng nguyên thủy, hắn căn bản không có quyền khống chế. Mà bây giờ Từ Dương phóng xuất ra những kiếm mang này, hoàn toàn là kết hợp thuộc tính kiếm đạo của mình cùng thuộc tính lực lượng nguyên thủy mang đến, quy tắc tránh giá trị lực lượng hư không pháp tắc, tương đương với hoàn mỹ ẩn tàng hiệu quả tăng lên bị đối phương khắc chế. Cứ như vậy, phong ấn trong nhân đồ lĩnh vực đã đạt thành, nhưng kỳ vọng của Hiên Viên Cương là tăng phúc cùng sự suy yếu của quan hệ so sánh để thành lập thất bại. Lúc này đứng trước mặt Hiên Viên Cương, cũng không phải là Từ Dương suy yếu sau đó, mà là một gia hỏa cường đại vốn Hiên Viên Cương không cách nào chiến thắng. 743, chương 74 hiến tế thú chi chiến, nhân đồ chiến trường đã mở ra, chúng ta cũng không cần phải lãng phí thời gian lẫn nhau, trực tiếp lấy ra thủ đoạn mạnh nhất của ngươi để quyết đấu cùng ta, nếu không chỉ sợ ngươi thật sự không có bất kỳ cơ hội nào lời nói của từ dương vẫn bình tĩnh như trước trong ánh mắt không nhìn ra một mảy may gợn sóng tâm tình mà trên thực tế cái gọi là chiến trường nhân đồ đối với hắn cũng không có gì khác biệt với khu vực chiến trường khác bất luận hiệu quả áp chế nào đều có thể bị từ dương hoàn toàn không để ý đến bởi vì hiện tại từ dương có được hai hệ thống chiến đấu hoàn chỉnh độc lập cho dù nhân đồ lĩnh vực này áp chế thiên địa pháp tác hoàn mỹ nhưng từ dương vẫn có thể dựa vào lực lượng nguyên thủy cường đại của mình đối kháng được Tuy rằng nhân đồ hiên viên cũng có nghe nói về lĩnh vực nguyên thủy lực lượng, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới lực lượng nguyên thủy này đến từ truyền thừa của thế giới vực ngoại, có thể hoàn mỹ áp chế hắn làm tứ đại thần tướng của thần giới. Ta đương nhiên biết hiện tại ngươi là loại suy nghĩ gì, người như ngươi đều tốt, chính là quá tự tin, nhiều khi nhận thức được sự thiếu sót của mình, chính mắt nhìn sự cường đại của đối thủ, là chuyện cần làm nhất của một cường thủ hàng đầu. Từ Dương không nhịn được nở nụ cười, người nói vậy ta cũng có thể hiểu được đáng tiếc là ngươi căn bản không đạt tới trình độ khiến ta kính nể. Phóng mắt ra thần giới hiện tại, có thể khiến từ dương ta nhìn thẳng vào, chỉ sợ cũng chỉ có một vị thần vương cao cao tại thượng của các ngươi. Từ dương lười tiếp tục phí miệng lưỡi với đối phương, lần này hắn lựa chọn chủ động tiến công. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo kiếm quang sáng trói sau lưng nhanh chóng ngưng tụ, toàn thân đạo kiếm mang này phóng xuất ra hào quang màu xanh lam, hiển nhiên là từ dương ngưng tụ hải thần pháp tắc, mang theo khí tức thủy thuộc tính vô cùng nồng đậm ầm 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 trong nháy mắt khi kiếm quang bay ra toàn bộ chiến trường mỗi một khu vực đều tự ngưng tụ ra lượng lớn hơi nước thủy nguyên tố thủ đoạn như vậy nếu đổi lại là bất kỳ một cường giả thần cấp nhập môn nào khác căn bản không có khả năng ngăn cản nhưng đối với hiên viên cương trước mặt mà nói loại trình độ tiến công này tựa hồ còn kém một chút trình độ hắn không biết đây chỉ là động tác tay nhấc chân của từ dương là lễ gặp mặt với một trong những cường giả đỉnh cấp của tứ đại thần tướng này Nhân đồ hiên viên vừa rồi cũng điềm tĩnh nắm chặt phương thiên hỏa kích trong tay, đánh ra một kích về phía đạo kiếm quang màu lam ngưng thực trước mặt, trong sát na sóng khí màu máu bộc phát ra, sinh sinh va chạm với đạo kiếm quang màu xanh lam này. Kiếm khí sóng cả không đếm được khuếch tán ra chung quanh, mang tới cho mảnh chiến trường này sát thương to lớn. Người đây là có chút không tôn trọng ta, tiểu tử, ta nhất định phải khiến người ý thức được giữa ngươi và ta rốt cuộc tồn tại tranh lệch như thế nào. Sắc mặt hiên viên cương càng trở nên khó coi, mà kế tiếp, hắn vậy mà lựa chọn thi triển thông linh thuật trước, triệu hoán tế thú của mình ra. Đây là một con rắn độc to lớn dài chừng trăm mét, toàn thân đen xì như mực, phun lưỡi rắn màu đỏ thấm, một đôi con ngươi màu u lục, gắt gao nhìn chằm chằm vào vị trí của Từ Dương. Ha ha, con rắn nhỏ này của ngươi cũng có chút ý tứ, nếu ta đoán không sai, hẳn là độc vật thời hồng hoang, mặc dù năng lực thực chiến rất mạnh, nhưng thiên phú bẩm sinh của hắn cũng có chút tranh lệch, nếu không phải ngươi tốn mấy trăm ngàn năm thời gian, lấy đủ loại nguyên lực nuôi dưỡng đến nay, chỉ sợ nó cũng rất khó trưởng thành đến tình trạng này. Hiên viên vừa rồi không nhịn được nói thầm trong lòng một lần, dù sao hắn thật sự không nghĩ tới, từ dương liếc mắt một cái liền nhìn thấu tất cả đặc điểm hiến tế thú của mình. Phải biết năng lực như vậy, chính là hiện tại tứ đại thần của thần giới đều không thể làm được. Biết hắn, có nghĩa là ngươi nhất định có biện pháp chiến thắng hắn, nếu như ngươi thật sự khinh thường đại xà này như vậy, liền mời ra đủ tư cách để ta tôn trọng ngươi, từ dương cười lạnh một tiếng, đột nhiên điểm lên mi tâm, trực tiếp phóng xuất ra ma thú ăn thịt người ngư thần cấp của mình. Nói đến thực nhân ngư, từ dương đã vài ngày không thả hắn ra hóng gió. Hôm nay ra hỏa này tại thời điểm vừa mới hiện hình, nhìn thấy cự xà trăm mét trước mặt này nhịn không được, bất đắc dĩ thở dài, than thở từ dương một đợt. Ta biết tiểu tử ngươi triệu hoán ta ra khẳng định không có gì tốt, từ đó đánh ta đi theo ngươi lâu như vậy, cũng chỉ có khoảng thời gian ban đầu có thể thôn vệ một ít bổn nguyên cường đại, gần đây ngươi cũng gầy cho lão tử rồi. Từ dương không nhịn được trợn mắt nhìn thực nhân ngư một cái, đừng nói nhảm với ta, nếu ngươi có thể xử lý con đại xà này trong thời gian một nén nhang, ta sẽ ban cho ngươi huyết nhục của hắn, để ngươi thôn vệ huyết mạch của hắn, dùng tinh hoa để đột phá. Thực nhân ngư hiển nhiên không nghĩ tới từ dương lại cho mình phần thưởng như vậy, ngươi chắc chắn phải đem toàn bộ máu thịt của hắn cho ta sao. Trong cơ thể con đại xà này ẩn chứa đủ loại nguyên trùng ngoại lai, nếu là chính ngươi tiến hành thôn vệ, có lẽ thu hoạch sẽ càng nhiều. Từ dương khẽ cười, ta không phải loại tiểu nhân chỉ biết lợi ích gì, người cứ việc làm tốt chuyện của mình là được. Thực nhân ngư vừa nghe lời này, tự nhiên cũng không cần tiếp tục khách khí với từ dương nữa, cười hắc hắc lập tức hóa thành một đạo quang mang màu đen như thiểm điện, vào tới đầu độc xà to lớn kia. Không thể không thừa nhận, thực nhân ngư này tựa hồ cũng rảnh rỗi quá lâu, có quá nhiều lực lượng không có chỗ thi triển, vừa ra tay liền mang đến cho con cự xà trăm mét này áp lực lớn lao, đặc biệt là uy áp thần cấp của con thực nhân ngư này, quả thực chính là thiên phú nghiền ép. Không thể tưởng được trên người ngươi thế mà cũng có những tiểu gia hỏa cổ quái này, đã như vậy, liền để cho bọn họ hai người mỗi đánh mỗi bên. Trong nháy mắt kế tiếp, nhân đồ hiên viên vừa mới hành động, phương thiên hỏa kích trong tay lộ ra, trực tiếp đập về phía mặt Từ Dương. Cùng lúc đó, Từ Dương nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, điều động một luồng khí xoáy màu vàng ống trong cơ thể chỉ trong nháy mắt, bên ngoài thân thể nhanh chóng ngưng tụ ra một luồng cương khí bảo vệ màu vàng kim óng ánh. Một đạo cương khí này chợt nhìn bình thường không có gì lạ, thậm chí ngay cả ba động khí thức đều hết sức yếu ớt, nhưng khi thần khí phương thiên hỏa kích trong tay hiên viên cương thật sự đập xuống, tác dụng thủ hộ của cương khí lại làm cho tiểu hoa và nữ đế đều thật sự chấn kinh. Ông trời của ta, đây không phải là thần kỹ nguyên thủy nguyên chân hống trong đạo thanh nguyên sao? Không ngờ ngay cả một chiêu này của lão đại hắn cũng đã hoàn toàn nắm giữ. Tiểu Hoa nhìn thoáng qua trạng thái khí tức bên ngoài thân thể từ dương, nhịn không được hít sâu một hơi. Tiểu tử này thật sự là kỳ tài ngút trời trăm năm khó gặp, trong thời gian ngắn như vậy đã thu liếm khí tức nguyên thủy chân cương này đến trình độ này, quả thực khó mà tin nổi. Nếu như dựa vào thiên phú của người ta muốn tu luyện đến loại trình độ này, ít nhất cũng phải trăm năm thời gian, mà hắn vẻn vẹn chỉ dùng ba tháng. Nữ đế cũng không thể tránh được cười khổ, đúng là người so với người phải chết. ầm ầm ầm, cương khí tất nhiên là cường đại, thế nhưng người trước mặt này đồ hiên viên không tin tà, hết lần này tới lần khác phải kiên trì dùng cương phong cương ngạnh hộ thể cương từ dương trong tay mình. 744, năm thần cách của trương nổi tiểu 711 thể nhất thể, một thể năm thần cách. Ta không tin, bằng vào thần khí phương thiên hỏa kích của ta, ngay cả người bảo vệ cương phong cũng không lay động được. Lúng túng chính là, tên này càng đầu càng sắt lại càng bị vả mặt, liên tiếp thử mấy lần, hiên viên cương cuối cùng vẫn bất đắc dĩ buông tha, trong ánh mắt mang theo phẫn nộ mở miệng hỏi thăm từ dương người ra hỏa này rốt cuộc làm thế nào vậy ta còn chưa từng nhìn thấy thủ đoạn mạnh mẽ như ngươi thủ hộ cương khí vậy từ dương cười ha hả thứ ngươi chưa thấy qua nhiều lắm huynh đệ tốt nhất là mau buông tha cho ý nghĩ ngu xuẩn như ngươi nếu không ngươi chỉ có thể bị vả mặt trước mặt ta lần lượt từ dương nói xong đột nhiên chia cương khí nguyên thủy bên ngoài thân thể ra làm hai đem luồng khí xoáy màu vàng kim này một lần nữa ngưng tụ trong lòng bàn tay của mình hóa thành một quả cầu ánh sáng hình tròn vô cùng ngưng thực nhắm ngay bản thể của nhân đồ hiên viên cương đột nhiên đẩy ra ầm 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 lực bạo tạc kinh khủng không gì sánh được trong nháy mắt bộc phát cỗ khí này sinh ra là đẩy thân thể hiên viên cương ra ngoài trăm mét rốt cuộc ngươi là thủ đoạn thế nào từ trước đến nay ta chưa từng tiếp xúc qua từ dương cười lạnh giơ ngón giữa lên trước mặt hiên viên ta nói rồi ngươi không hiểu nhiều thứ lắm nếu ngươi quyết định khóa chặt lĩnh vực nhân đồ vào trên người ta kết cục của ngươi đã định trước rồi ầm ầm ầm, lực lượng bộc phát khó có thể tưởng tượng từ đó nứt ra, khôi giáp trên người Hiên Viên Cương lại bị khí vàng oanh tạc phá nát, suýt nữa ngay cả phương thiên hỏa kích trong tay gã cũng bị văng ra ngoài. Phải biết rằng, Hiên Viên vừa từ sau khi được bổ nhiệm làm tứ đại thần tướng của thần giới, đã tham gia nhiệm vụ hơn trăm lần, cho tới bây giờ chưa từng chật vật như lần này. Ngươi thật sự khiến ta rất tức giận, Từ Dương. Thế nhưng thì đã sao, thực lực của ngươi không bằng ta, còn thiên vị vượt qua thực lực của ngươi. Hiên viên vừa cắn chặt răng, đột nhiên giật xuống khôi giáp trên người bị phá thành mảnh nhỏ, lộ ra thân trên trần. cùng lúc đó hắn dùng lực lượng thật lớn cắm thần khí phương thiên hỏa kích vào mặt đất, sau đó hai tay ở trước ngực liên tục chấp động, như là phát hỏa ra một loại ấn ký minh văn đặc thù, rất nhanh ở trước ngực hiên viên cương, cũng chính là vị trí trung tâm thân thể của hắn, một quầng sáng hình tròn màu ám kim nhanh chóng hiển hiện. Mà trong vầng sáng này, khí tức cường đại không ngừng phóng ra ngoài, Thật tình không biết Hiên Viên Cương này chính là đang dùng phương thức như vậy để cải biến hoàn cảnh chiến trường trong lĩnh vực của người ta. Đây là khí tức của thần cách, sóng khí màu ám kim theo chủ quan phóng thích ra, không ngừng tăng cường mật độ, rất nhanh toàn bộ trong lĩnh vực chiến trường đều bị loại sóng khí màu ám kim này bao phủ hoàn toàn. Cái này chỉ sợ có chút khó giải quyết, Hiên Viên này vừa rồi vậy mà lợi dụng lực lượng thần cách bổn nguyên để thay đổi thuộc tính chiến trường, tiếp theo tất cả công pháp hắn thi triển ra đều sẽ có được hiệu quả tăng cường trên diện rộng nữ đế nặc rõ ràng càng hiểu rõ hắn hơn, không khỏi trong lòng cũng vì từ dương mà lo lắng. Chỉ là không bao lâu sau, từ dương liền dùng hành động thực tế của mình, triệt để để khiến hai đại nữ thần phía sau bỏ đi lo lắng cho mình. Tất cả khí tức ám kim đều dưới một phen thao tác của từ dương nhanh chóng ngưng tụ ở trung tâm. Suýt chút nữa quên nói cho người biết, người dùng phương thức như vậy để thay đổi thuộc tính chiến trường, căn bản là không thể thực hiện được. Sau một khắc, từ dương ngọc cốt thần kiếm xuất hiện lần nữa, cứ như vậy lăng không xuyên thủng một điểm hạch tâm ngưng tụ năng lượng kia, trong nháy mắt đánh tan tất cả khí tức thần cách màu vàng óng kia. Điều này sao có thể? Hiên viên vừa rồi đã có chút bị Từ Dương đánh cho hoài nghi nhân sinh, hắn cũng không phải sợ hãi lực lượng thuần phí của Từ Dương áp chế, mà là vì Từ Dương thi triển ra rất nhiều thủ đoạn, đều là thứ hắn trước nay chưa từng thấy, hắn căn bản không biết ứng đối thế nào, cũng không biết phòng bị thế nào, không hiểu sao đã rơi vào tiết tấu bị Từ Dương áp chế, điều này làm cho hắn thập phần khó chịu cùng lúc đó đại xà trăm mét lúc trước hắn phóng xuất ra đã bị thực nhân ngư từ dương phóng ra ăn hiếp khắp người mình đầy thương tích chỉ thấy thực nhân ngư kia hóa thành tia chớp điên cuồng không ngừng chạy trong hư không mỗi lần di chuyển đều dừng lại giữa khe hở chính là thời khắc nó như con rắn lớn này phát động công kích cứ như vậy không quá mười mấy hiệp đại xà trước mắt này liền có chút ăn không tiêu chủ nhân ta đã đánh mất năng lực chiến đấu nếu tiếp tục chiến đấu như vậy chỉ sợ ta thật sự đã vẫn lạc ở chỗ này cái tên phế vật nhà ngươi, tổn thương đến mấy trăm ngàn năm ta nuôi dậy, vậy mà một chút tác dụng cũng không có. Đại xà tựa hồ cũng bị hiên viên cương nói lời này chọc giận, đột nhiên bộc phát ra một cỗ độc độc vô cùng cuồng hoành, lấp đầy toàn bộ ngóc ngách trong chiến trường. Mẹ nó ngươi muốn làm gì vậy? Ngươi điên rồi sao? Đại xà không có năng lực giấy dụa thoát thống khổ như vậy, dù sao nó có xuất chiến hay không, hoàn toàn là do hiên viên tự mình khống chế, mà giờ phút này chủ nhân của mình không thèm để ý đến sống chết của mình chút nào, cự xà trăm mét triệt để phát cuồng, bắt đầu liều lĩnh phản công về phía thực nhân ngư, nhưng theo đó, cái giá hắn phải trả cũng là sinh mệnh lực nguyên thủy chính mình điên cuồng trôi qua. Ha ha ha, đại xà của ngươi thật đúng là thẳng thắn A, chúng ta chính là quyết định như vậy. Thực nhân ngư cường đại hơn xa con đại xà này, chỉ thấy trong nháy mắt hắn nghiêm túc đứng lên, bản thể vốn phạm vi mấy thước, vậy mà thoáng cái bảnh trướng mấy chục lần, trưởng thành thành một núi thịt to lớn, điên cuồng đè xuống đại xà trăm mét này. Mà hành động như ăn thịt nhân ngư này, xem như triệt để dọa cho hiên viên cùng đại xà trước mặt choáng váng, một chủ một phó, hai người đồng thời xứng sở tại chỗ, chỉ một người trong nháy mắt hoảng hốt, ăn nhân ngư đã gắt gao cắn ở trên cổ đại xà trăm mét, sinh sinh ra là đem đầu của nó cắn mất. Máu tươi màu đen điên cuồng phun ra, thực nhân ngư liền bắt đầu không kiêng nể gì bắt đầu tắm rửa tinh hoa sinh mệnh vô cùng thuần hậu trong máu rắn này. Tuy đại xà ngươi là bại tướng dưới tay ta, nhưng ta vẫn rất thông cảm cho ngươi, chủ nhân như vậy thật sự là bi ai của ngươi, nếu như còn có kiếp sau, tốt nhất ngươi nên đầu nhập vào một chủ nhân đáng tin cậy một chút. Đây là lời nói cuối cùng của thực nhân ngư và bách mế đại xà, ngay sau đó hắn bắt đầu điên cuồng cắn nuốt tinh hoa huyết mạch của tất cả đại xà. Hiên viên vừa định ngăn cản một phen, nhưng sau khi hắn ý thức được triệu hoán thú của mình đã triệt để không còn khí thức sinh mệnh, may mà cũng không để ý tới hắn nữa, bắt đầu hết sức chăm chú tiếp tục điều động bổn nguyên lực lượng trong thần cách trong cơ thể mình tiến công từ dương. Ta không tin, không có xúc sinh kia trợ giúp, ta nhất định sẽ rơi vào hạ phong. Sau khi ý thức được một quả thần cách đơn thuần không cách nào tạo thành áp lực với Từ Dương, Hiên Viên Cương cũng lập tức điều chỉnh chiến thuật của mình, một hơi đồng thời triệu hồi ra năm thần cách. Năm tia sáng thần kỳ sáng chói đồng thời xoay quanh trong hư không, mà nhìn thấy một màn này, Tiểu Hoa và nữ đế hoàn toàn há hốc mồm. Ông trời của ta, tên này rốt cuộc làm sao được, một người đồng thời khống chế năm thần cách, đây chính là đột phá trước nay chưa từng có. Chẳng trách hắn có tư cách liệt vào trong tứ đại thần tướng quả nhiên là có vốn liếng của hắn. Tiểu Hoa vừa dứt lời, tơ tầm của nữ đế y tây dường như đã nhận ra một loại manh mối đặc thù nào đó trên người gia hỏa này. 745, chương 73 nghiền ép thần tướng, ta hiểu rồi, hắn hẳn là lợi dụng bản thể thần cách lực lượng, ở trong thân thể mở ra không gian tích trữ nhất định, đem cướp đoạt cùng thần cách cường giả thần cấp khác phong ấn ở trong cơ thể hắn. Đơn giản mà nói, chính là dùng sức mạnh của chính hắn để khống chế bốn thần cách của những người khác, như vậy tương đương với việc hắn có thể khống chế đồng thời sức mạnh căn nguyên của năm vị cường giả thần cấp nữ đế nói xong hiên viên vừa nghe xong liền cười phá lên không hổ là nữ đế năm đó kiến thức quả nhiên không giống phàm nhân ngươi nói không sai ta chính là đang dùng phương thức này ngươi kể lại khống chế bốn thần cách khác mà bốn thần cách này đều là kẻ đã từng phản bội thần giới ta cũng là phụng mệnh thần vương mới tự tay xử quyết bọn họ mà sau khi xử tử tính cách của bọn họ tự nhiên cũng biến thành chiến lợi phẩm của ta từ dương nghe xong những lời này của hiên viên vừa nói, lập tức hiểu được phương thức tu luyện của người này, đó là cuồn cuộn không ngừng cướp đoạt cùng thôn phệ, tập hợp căn nguyên tu luyện của trăm nhà. Nói như vậy, người mới là cỗ tiềm lực hiếm có trong tứ đại thần tướng ở thần giới, dựa theo phương pháp tu luyện này của ngươi, đợi một thời gian, chỉ cần người tàn sát đủ nhiều, đạt được đỉnh cấp thần cách cũng càng ngày càng nhiều. Người liền có thể tiến hành thăng cấp thỏa đáng cho bốn đạo thần cách này, do đó thông qua phương thức đơn giản nhất để tăng lên sức chiến đấu của mình. Hiên viên vừa rồi rất hài lòng với câu trả lời của Từ Dương, ta nhất định phải thừa nhận ngươi thật sự thông minh, nhưng hiện tại ta càng hy vọng thấy ngươi còn có cách nào để ứng phó với thủ đoạn của ta. Từ Dương quả thật hừ lạnh một tiếng, đột nhiên lại điều động một luồng khí xoáy màu tím đậm trong cơ thể. Rất nhanh, tiên thiên nguyên khí ở chỗ sâu trong thể mạch Từ Dương điên cuồng du tẩu, ngưng tụ ra tinh hoa phong nguyên, nhanh chóng đồng thời tỏa sáng bốn đạo phân thân ở bên người Từ Dương. Ôi trời ơi, đây không phải là đại pháp nguyên thủy phân thân sao? Từ Dương hắn thật sự đã nghịch thiên rồi, nếu như ta nhớ không lầm, loại công pháp này cần đồng thời ở trong cơ thể mở ra 5 luồng khí xoáy, mới có thể phóng thích ra, mỗi một đạo phân thân phân thân chia biệt biệt phải tương ứng với khí xoáy cung cấp năng lượng khí tức, duy trì cường độ chiến đấu cao như vậy. Lúc này Nữ Đế xem như đã triệt để bị thiên phú của Từ Dương làm cho chấn kinh, nàng cuối cùng cũng quyết định, sau này bất kể xảy ra chuyện gì, nàng đều phải đi theo sau lưng Từ Dương, nhìn hắn hướng về một độ cao không ai có thể đạt tới. Mà giờ phút này, cũng bị kịch liệt chấn kinh tự nhiên không chỉ có hai đại mỹ nữ tuyệt thế này, đồng dạng còn có hiên viên cương trước mặt mình, đoán chừng giờ phút này trong lòng hắn đã tràn đầy hối hận, vì sao phải cùng một gia hỏa biến thái không cách nào chiến thắng như vậy, ký kết khế ước nhân đồ. Thế cho nên hiện tại, chính hắn ngược lại đâm lao phải theo, thậm chí ngay cả chạy trốn cũng không thể. Trận chiến này đối với Từ Dương mà nói, đã không có bất kỳ đường lui nào đáng nói, hoặc là hắn chết, hoặc là Từ Dương chết. Nhưng xem tình huống trước mắt, muốn chiến thắng Từ Dương, đối với Hiên Viên Cương mà nói tuyệt đối là một trận khiêu chiến lớn nhất trước nay chưa từng có. Ha ha ha, không biết năm đạo phân thân của ta có tư cách đối mặt với năm thần cách của ngươi không? Hiên Viên Cương các hạ, lời này của Từ Dương tương đối chói tai, tràn đầy ý châm chọc. Tiết Nhân vừa mới bị chọc giận triệt để, đột nhiên phát ra một tiếng gào thét điên cuồng, năm đạo thần cách đồng thời bị quang mang sáng chói hoàn toàn, thoáng cái bao phủ toàn bộ chiến trường mỗi một góc. Ta muốn cho ngươi hiểu, năm đạo thần cách này hòa làm một thể ý nghĩa gì. Trong nháy mắt kế tiếp, hiên viên vừa rồi không còn lưu thủ nữa, hoàn toàn huyễn hóa ra đồ đằng bản thể mỗi một đạo thần cách, cái gọi là thần cách đồ đằng, tự nhiên chính là một bộ phận linh hồn bản nguyên của chủ nhân trước đó bị đình trệ ở trong thần cách của hắn. Có khí tức linh hồn của ký chủ đời thứ nhất gia trì, năm quả thần cách lực lượng không thể nghi ngờ có thể lại một lần nữa tăng lên một cái bậc thang hoàn toàn mới, mà những người này cũng đủ bi ai, bởi vì bọn họ căn bản không có quyền khống chế quyền lợi của mình, tất cả đều đã biến thành con rối của đồ hiên viên cương. Chỉ trong nháy mắt, tất cả linh hồn bổn nguyên của năm đạo thần cách này đều bị biến thành con rối ma hóa vì đồ hiên viên vừa mới làm người ta, phát ra tiếng kêu rên thống khổ điên cuồng, cùng lúc đó tiếng kêu rên này cũng sinh ra tinh thần quấy nhiễu với tử dương. Phải biết, lực lượng nguyên thủy của tử dương tất cả đều là dựa vào tinh thần lực để điều động, nếu có lực lượng nào đó có thể hạn chế tinh thần lực của hắn phát huy, không thể nghi ngờ có thể áp chế lực lượng nguyên thủy của hắn bộc phát ra mà cũng chính là trong nháy mắt này hiên viên vừa bắt được dị dạng của từ dương. Ha ha ha, cuối cùng ta cũng hiểu bí quyết phóng thích lực lượng thần bí này của ngươi, chỉ cần ta thực hiện áp chế tinh thần lực của ngươi, ngươi sẽ không có cách nào chống lại ta. Trong nháy mắt kế tiếp, hiên viên vừa trực tiếp phái ra năm đạo quang mang màu bạc trong năm đạo thần cách khôi lỗi linh hồn kia, mà đạo khôi lỗi này cũng là nữ thần duy nhất trong năm đạo thần cách. Nàng đã từng là đỉnh cấp nhạc nguyệt diêu danh tiếng vang dội của thần giới, cũng là một nữ thần cực kỳ am hiểu quấy nhiễu tinh thần. Nương theo đạo quang mang màu bạc này khắc sâu không ngừng phóng thích, thân thể ma hồn của Thần Nguyệt Lai nhanh chóng xông về phía Từ Dương, đồng thời lấy một loại phương thức cơ hồ không cách nào ngăn cản tràn vào thế giới linh hồn của hắn. Trong một sát na, vô cùng vô tận tiếng lệ quỷ gào khóc điên cuồng tìm kiếm linh hồn thể của Từ Dương, tạo thành trùng kích thật lớn với bản nguyên linh hồn của hắn. Ha ha ha, Từ Dương ngươi không phải rất cường đại sao? Ta cũng muốn nhìn xem lần này ngươi chống cự như thế nào. Nhân đồ hiên viên vừa lộ ra vẻ kích động đặc biệt thậm chí hắn còn thật sự cho rằng mình đã cách Từ Dương chiến thắng không xa. Nhưng mà lúng túng chính là, chỉ trong nháy mắt, Từ Dương liền hoàn toàn mất hết hiệu quả tiêu thụ trong đầu, nguyên nhân rất đơn giản, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trong cơ thể Từ Dương có huyết mạch thiên sứ thuần túy nhất, mà lực lượng quang minh pháp tác vừa vặn có thể hoàn toàn xua tán đi loại ảnh hưởng tiêu cực quỷ khóc quỷ gào sói gào này, một đạo hào quang màu vàng này trượt vào thế giới linh hồn của mình, tất cả hiệu quả tiêu đều liền bị xóa sạch ngươi nói ta nên nói người ngu xuẩn hay là nói người ngu từ dương lạnh lùng cười nhạo hiên viên cương trước mặt kỳ thật linh vực đồ của người ngươi có thể ảnh hưởng tới hình thái pháp tắc trong chiến trường vốn chính xác là một loại ưu thế của ngươi thế cho nên để cho rất nhiều thủ đoạn tiến công của ta đều không thể thi triển nhưng ngươi lại lựa chọn tiến vào thế giới linh hồn ta quấy nhiễu linh hồn thể của ta như vậy hiệu quả tăng phúc của toàn bộ lĩnh vực bị người ta bổ sung đều sẽ hoàn toàn biến mất làm sao có thể làm tổn thương đến ta chứ Lời nói của Từ Dương không khỏi lại làm cho hiên viên cảm nhận được sự nhục nhã lớn lao, nhưng mà điều này cũng đã không còn trọng yếu nữa. Bởi vì hắn rất nhanh ý thức được, một cỗ sát khí lạnh lẽo vô cùng sâu đậm đang nhanh chóng tới gần mình, quả nhiên trước mắt đột nhiên trở nên tối sầm, hiên viên mới vừa phát hiện mình mất đi tất cả tầm mắt chung quanh, mà khi tầm mắt của hắn dần dần khôi phục, đến lúc thần cách màu bạc đại biểu cho ma hồn nguyệt sao đã hoàn toàn bị nghiền nát. Không, nếu ngươi có thể dưới một kích này, vậy hủy diệt một luồng thần cách của ta, nghĩ tới người vậy mà có năng lực tấn công cường đại như vậy, từ dương, cuối cùng ta vẫn đánh giá thấp ngươi. 746, kế hoạch thứ 76 kẻ phản bội ai, từ dương lạnh lùng thu hồi ngọc cốt thần kiếm trong tay, nhìn thần cách dần dần vỡ vụn kia, cũng khẽ thở dài. Hiên viên cương, cũng không phải là thần cách của bọn họ quá mức nhỏ yếu, nếu như bọn họ đều là thần sống sờ sờ, ta tin tưởng những người này thực lực đều không kém ngươi bao nhiêu. Chỉ là bởi vì ngươi dùng phương thức cưỡng chế linh hồn bọn họ như vậy cầm tù, bọn họ ở trên chủ quan từ lâu đã không muốn thay ngươi làm bất cứ chuyện gì, bởi vậy ở trong cùng một thời khắc ta phóng xuất ra dục vọng tiến công, linh hồn bọn họ cũng nhận được cảm ứng, chủ động từ bỏ chống cự, cho nên mới trở nên không chịu nổi một kích như vậy, quy căn bản, đầu nguồn khiến bọn họ biến yếu vẫn là chính ngươi. Hiên viên vừa rồi đã nổi giận đến cực điểm, hắn đã lâm vào tiết tấu cơ hồ điên cuồng, bắt đầu không có não phóng thích lực lượng trong thần cách. Ba đạo khôi lỗi khác cũng đều lục tục xuất hiện cảm xúc tiêu cực giống với Nguyệt Giao Nữ Thần vừa rồi bởi vậy từ dương cũng không tốn hao quá nhiều khí lực liền lần lượt đánh vỡ hoàn toàn ba quả ngoại lai trong tay hiên viên vừa rồi bất quá trong nháy mắt hiên viên vừa có thể mượn toàn bộ lực lượng cũng chỉ có một quả thần cách của hắn mà thôi ha ha người cảm thấy thế nào có phải có một loại cảm giác vô lực thật sâu bất quá ngươi phải rõ ràng hôm nay ngươi nói có được hết thảy đối mặt đều là tự ngươi tạo thành cuồng vọng mù quáng chính là nguyên nhân căn bản dẫn đến cái chết của ngươi từ dương vừa nói xong đột nhiên bay lên trời một cước đạp lên đầu hiên viên cương lực lượng nguyên thủy cường đại điên cuồng phát ra trong cơ thể năm luồng khí xoáy cùng một chỗ bắt đầu công tác cơ hồ là tăng cường độ lực lượng nguyên thủy của từ dương lên đến đỉnh điểm tiết phân vừa mới bị từ dương cắm trên đỉnh đầu vậy mà không có chút phản kháng nào không cần nhiều thời gian một luồng cương khí thủ hộ ngoài thân gã cũng bị từ dương hoàn toàn tiêu diệt cả người bị từ dương đạp mạnh trên mặt đất sâu trong chiến trường bị từ dương dùng cước lực nghiền nát trong bùn đất loại tao ngộ này đối với bất kỳ một cường giả thần tộc nào mà nói đều là chí mạng. lúc này đạo tâm hiên viên cương đã sinh ra vết rách. cho dù giờ phút này từ dương bỏ qua cho hắn rời đi, sau này hiên viên cương cũng sẽ rời xa danh đầu của tứ đại thần tướng, không thể đạt được bất kỳ thành tựu gì nữa. bởi vì hắn đã hoàn toàn bị lực lượng từ dương cường đại không gì sánh được này chinh phục, không thể hoàn thành chứng đạo. có bản lãnh ngươi lập tức giết ta đi, nhục nhã ta như vậy, có là bản lãnh gì? từ dương không nhịn được nở nụ cười, có thể nhục nhã ngươi. Vốn là bản lãnh lớn nhất của ta. Sở dĩ ta làm như vậy, chính là để cho ngươi hiểu, bất kỳ người nào tự cho là đúng, trước mặt Từ Dương ta chỉ có một kết cục, đó chính là thất bại thảm hại. Từ Dương nói xong, đột nhiên ngọc cốt thần kiếm trong tay trôi nổi trên đỉnh đầu hiên viên cương như vậy. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, để ngươi làm một đề lựa chọn. Nếu ngươi muốn giữ lại tính mạng của mình, vậy ngươi hãy nói cho ta biết, là ai ra lệnh cho ngươi, để ngươi tiến vào bên trong thiên hà này? Hiên viên vừa rồi lạnh như băng cười, cái này còn cần hỏi sao? Đương nhiên là thần vương bệ hạ, bất quá hắn lấy được tin tức từ đâu ta cũng không rõ, nghe nói là có một gia hỏa đến từ ngũ đại hoàng triều mật báo. Từ dương nghe xong lời này lập tức hiểu rõ, người tiết lộ tin tức bên thập phương cốc, nhất định là gia hỏa thủ hộ cùng ba người bọn họ phá toái kết giới. Không thể tưởng được người kia lại trở thành phản đồ, hiện tại xem ra, tên kia sở dĩ biểu hiện ra bộ dáng hiên ngang lẫm liệt, tất cả đều là vì người kia căn bản là nội ứng của thần tộc, cũng không phải là thân phận ngũ đại hoàng triều trưởng lão gì đó. Phán đoán như vậy của tiểu hoa lập tức cũng được nữ đế tán đồng. Người nói không sai, ngoại trừ hắn, những người khác nếu có thể đạt được tin tức xác thực trong thời gian ngắn như vậy, cũng nhất định không cách nào trực tiếp xuất động tứ đại thần tướng thần giới, chỉ có người mật báo này vốn có thân phận thần tộc mới có thể để tất cả trở nên thuận lý thành trương như vậy. Nữ đế suy nghĩ một lát, rốt cuộc nắm chặt nắm tay. Bình sinh ta ghét nhất chính là người phản bội chủ nhân, Uổng cho chúng ta còn thả cho tên kia một con ngựa, vốn ta còn tưởng rằng hắn có thể thật lòng vì chúng ta mà ra sức, hiện tại xem ra người kia mới là kẻ đáng chết nhất." Từ Dương mỉm cười gật đầu, "Chúc mừng ngươi đã giúp ta có đáp án, ngươi có thể không cần chết, nhưng để triệt tiêu vầng sáng trong lĩnh vực đồ này, ngươi nên biết ta nên làm như thế nào." Hiên Viên vừa rồi hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng hắn đã không còn lựa chọn nào khác, cứ như vậy lạnh nhạt nhắm hai mắt lại, hiển nhiên phương pháp duy nhất có thể phá giải kết giới thẩm phán này chỉ có phá vỡ nguyên thủy thần cách của hắn. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt, một kiếm này của Từ Dương, cơ hồ vận dụng năng lượng tuyệt đại của mình, nổ tung hoàn toàn thần cách quý giá trong cơ thể Hiên Viên Cương, bên tai đều là thanh âm kinh khủng nứt vỡ, toàn bộ hệ thống năng lượng đều trong thời gian ngắn nhất đi về hướng tan rã, nhân đồ lĩnh vực tập trung ấn ký trong linh hồn Từ Dương và Hiên Viên Cương cũng chính là biến mất. Sau khi kết thúc hết thảy, Từ Dương không tiếp tục nhục mã Hiên Viên nữa, đột nhiên chấn động mãnh liệt dưới chân mảnh đại địa này, chấn cho thân thể hiên viên cương từ sâu trong mặt đất ra ngoài. Mà lúc này, hắn giống như một con chó chết sụi lơ trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Việc ở đây ổn định rồi, ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, về phần ngươi định ở chỗ này tự sinh tự diệt, hay là trở lại lĩnh vực thần tộc, ngươi tự nhìn mà làm đi." Từ Dương vừa nói xong, lập tức mang theo nữ đế cùng tiểu hoa bay lên trời, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hiên viên đang nằm sấp trên mặt đất vừa rơi xuống nước mắt thống khổ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới trận chiến này lại để cho mình thu hoạch kết cục thê thảm như vậy. Nhưng cho dù là lúc này, hắn cũng không thể không thừa nhận, thực lực của Từ Dương đã vượt xa dự đoán của tất cả mọi người thần tộc đối với hắn, mặc cho hắn tiếp tục phát triển như vậy, chỉ sợ toàn bộ thần tộc đều phải có một ngày thần phục dưới chân hắn. Lão đại, kế tiếp chúng ta phải đi tìm kiếm thần khí sao? Nữ đế thích hơi có vẻ kích động hỏi, dù sao món thần khí kia chính là do phụ thân hắn lưu lại, phong hỏa vô cực Bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại của phong hỏa vô cực. Ba người cứ như vậy một đường đi thẳng về hướng tây, tuy rằng Từ Dương cũng không rõ thần khí đỉnh cấp lưu lại khí tức phong hỏa vô cực thần vương kia rốt cuộc là ở nơi nào. Nhưng bây giờ hắn lại có thể dựa vào khí tức cường đại khống chế lực lượng, phân tích phân tích ra vị trí sao động nhất trong toàn bộ Vân Mộng Thiên Hà. Cũng không lâu lắm, ba người phát hiện trọng yếu nhất là manh mối, ngay trong một cánh rừng có khí tức băng lam quỷ dị, vô số trang phục màu bạc quấn quanh phần cuối cây cổ thụ che trời. Ba người từ dương phát hiện ở đây có ba bia mộ phong cách cổ xưa, ba người nhanh chóng đáp xuống đất, tiến về phía bia mộ này. Nhìn kỹ, bia mộ ở chính giữa kia, thình lình khắc lên bốn chữ phong hỏa vô cực. Mà bia mộ bên trái thì phát họa một thanh bảo kiếm tinh xảo vô cùng, bia mộ bên phải trống rỗng. 747, 743 bia mộ thứ bảy phụ thân, nữ đế dường như có cảm xúc lập tức dâng lên, cứ như vậy quỳ gối trên mặt bia mộ này, một mực cung kính dập đầu ba cái cho phụ thân thần vương của mình. Tha thứ cho con gái đã muộn như vậy mới tới gặp ngươi, ta biết nơi này nhất định là mộ quần áo ngươi lưu lại sớm hơn, ngươi đã sớm nghĩ đến tình hình vận mệnh của toàn bộ thần giới tương lai rồi. Đây là lần duy nhất nữ đế chảy xuống nước mắt, Từ Dương nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, một lần nữa đỡ nàng đứng lên. Cũng chính vào lúc này, ánh mắt của hắn trong lúc vô tình quét xuống mặt ngoài bia mộ trống rỗng bên phải, lại là trong ánh sáng phản xạ ra từ tấm bia mộ kia, nhìn thấy hình dáng một người. Ai đang trốn ở trong đó? mau ra đây cho ta. Nương theo tiếng gầm giận dữ của Từ Dương, hư ảnh linh hồn lóe lên trong mộ bia rồi biến mất, nhanh chóng hiện ra một linh hồn thể hoàn chỉnh. Đây là một lão giả thần bí toàn thân tản ra bạch sắc quang mang, trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái. Lão giả lục tục sáng lên ba người Từ Dương, sau đó ánh mắt rơi vào trên người nữ đế. Người chính là con gái duy nhất của phong hỏa vô cực thần vương đúng không? Ta là người bảo vệ nơi này, cũng là năm đó Thần Vương đem một bí mật trọng đại phó thác cho ta, chính là vì để cho ta ở đây chờ con cháu của hắn xuất hiện. Nghe xong lời nói của lão giả này, hơn nữa còn đoán được trên người của hắn không có chút khí tức nguy hiểm nào, lúc này Từ Dương mới yên tâm để cho nữ đế tiếp cận vị lão giả thần bí này. Rất nhanh, trong lòng bàn tay của ông lão nhẹ nhàng run lên, đó là một viên đá quý màu bạc vô cùng lấp lánh rơi vào trong tay của nữ đế. Viên bảo thạch này, chính là năm đó phụ thân ngươi giao cho ta, để cho ta phải đợi ngươi xuất hiện dựa theo phụ thân ngươi nói trong viên bảo thạch này ẩn chứa bí mật trọng yếu có liên quan đến thiên sứ nhất mạch cụ thể là nội dung gì ta cũng không rõ nhưng thần vương có điều giao phó nhất định phải để hậu nhân của hắn đến đây đạt được lực lượng thiên sứ nhất mạch thuận tiện ngày sau đi tìm thần khí trí cao của nhất mạch thiên sứ hỗn nguyên kính khi nghe được ba chữ hỗn nguyên kính nữ đế theo bản năng liếc nhìn từ dương sau đó trước mặt lão giả này giới thiệu thân phận của từ dương cùng với nội tình của huyết mạch thiên sứ không dung mạo trên người nàng lão giả nghe vậy nhìn chằm chằm từ dương một chút cuối cùng bất đắc dĩ thở dài cũng được xem ra đây chính là mệnh số năm đó thần vương phong hỏa vô cực cũng là lo lắng thiên sứ huyết mạch vô mỹ trở về rơi vào trong tay phàm nhân không nghĩ tới vậy mà lại bị một câu nói của hắn trở thành sự thật từ dương xác thực lộ ra một tia mỉm cười không quá hài hòa lạnh lùng nhìn vị lão giả này sao vậy phàm tục không xứng sở hữu thiên sứ huyết mạch lão giả bất đắc dĩ lắc đầu cũng không phải như vậy chỉ là thần vương phóng hỏa vô cực có điều kiện giải thích một viên đá quý màu bạc này, chỉ có người kế thừa huyết mạch thiên sứ hoàn mỹ mới có khả năng khống chế, đồng thời trong cơ thể người này nhất định phải ngưng tụ ra thần cách độc nhất của mình mới có thể mở ra hỗn nguyên kính thần khí. Từ dương lại theo bản năng nhíu mày, sao lại như vậy? Người có được thiên sứ huyết mạch, sao có thể ngưng tụ ra thần cách của mình, người đây không phải là đang nói đùa sao? Không, người sai rồi, người trẻ tuổi, huyết thống thiên sứ không cách nào ngưng tụ thần cách cũng không phải là khuyết điểm gì, mà là vì bản thân thiên đình huyết mạch giống như là một vật chứa to lớn chỉ có sau khi cắn nuốt đủ lực lượng bản nguyên cường đại mới có thể tự mình ngưng tụ ra thần cách mà người làm được điểm này từ xưa đến nay chưa từng có một người nào có thể làm được dựa theo phán đoán của thần vương là hỏa vô cực chỉ có thể chân chính đạt tới trình độ sánh ngang chư thiên trên cảnh giới mới có thể đạt thành tựu trí cao chưa từng có ai đạt tới mà muốn sánh vai với chư thiên làm vạn pháp trên thân sở hữu huyết thống thiên sứ vô mỹ chỉ là một điều kiện cơ bản trong đó bởi vì muốn sánh vai chư thiên cuối cùng vẫn là không tách rời được với lực lượng pháp tắc mà chất dẫn mạnh nhất khống chế pháp tắc chính là hệ thống thần nói cách khác muốn đạt tới trình độ sánh ngang chư thiên lực lượng thiên sứ và hệ thống thần cách truyền thừa tới thần giới nhất định phải có thể dung hợp hoàn mỹ mà việc này trong mắt người đời gần như là không thể hoàn thành cụ thể muốn làm như thế nào chúng ta ai cũng không rõ đương nhiên cũng có thần vương phóng hỏa vô cực trong đó những thứ này cũng chỉ là chủ quan của hắn phán đoán mà thôi chẳng qua trận chiến trước đó thất bại thần vương phong hỏa vô cực đạo tâm mông trần không còn cơ hội sánh vai chư thiên cái này cũng trở thành tiếc nuối duy nhất trong đời hắn không thể hiểu thấu đáo huyền bí trí cao của chư thiên thế giới hắn liền đặt hy vọng duy nhất của mình lên người nữ nhi của nàng đám người từ dương lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ chỉ có nữ đế hiểu bây giờ ngay cả thân thể bản thân nàng cũng đã biến mất làm sao có thể đạt tới trình độ sánh ngang chư thiên năm đó phong hỏa vô cực lưu lại rất nhiều bộ hạ cũ của con gái mình cũng theo thế hệ thần vương mới đăng vị nhanh chóng bị tiêu diệt hầu như không còn muốn hoàn thành tâm nguyện duy nhất trên người con gái mình hiển nhiên đã không thể mà từ dương xuất hiện lại mang đến hy vọng mới cho tất cả những thứ này quả nhiên nữ đế đi tới trước mặt từ dương đem viên đá quý màu bạc tinh xảo này giao cho từ dương ngươi không cần từ chối gì cả người biết rất rõ có thể có cơ hội sánh vai với chư thiên toàn bộ thế giới chỉ có một mình ngươi kế tiếp chỉ cần chúng ta có thể thành công tiến vào vô nguyệt thiên phá giải sự huyền bí cuối cùng để mở ra hỗn nguyên cảnh, tất cả đều sẽ biến thành khả năng, đây là nguyện vọng duy nhất của phụ thân, về tình về lý ta đều phải giúp hắn thực hiện, cho dù người thực hiện nguyện vọng này không phải là ta, ta tin tưởng phụ thân nhất định sẽ cảm thấy vui mừng. Nghe nữ đế nói như vậy, từ dương căn bản không có bất kỳ cái cớ chối từ nào, tự nhiên cũng nhận khối đá quý màu bạc này. Sau khi hoàn thành những thứ này, nữ đế lại một lần nữa xoay người lại, nhìn về phía lão giả trước mặt. Tiền bối, ta muốn hỏi bản mạng thần khí của phụ thân ta năm đó, hiện giờ đang ở đâu? Lão giả chỉ chỉ một khối bia mộ bên trái, tiếp theo chính là vị trí phong ấn thần khí của phụ thân ngươi, năm đó hắn cũng có dặn dò, chỉ khi ngươi đạt thành điều kiện kế thừa khối đá quý màu bạc này, đương nhiên có năng lực lấy thần khí này từ chỗ sâu trong tấm bia mộ đầu tiên. Đồng dạng, nếu như ngươi không đạt được điều kiện như vậy, tự nhiên sẽ không cách nào khống chế thần khí này. Nghe xong lời nói của lão giả, rốt cuộc nữ đế lộ ra nụ cười thoải mái, trực tiếp dẫn từ dương tới trước mặt tấm bia mộ mặt trái này thử dùng lực lượng của ngươi tiến hành câu thông với tấm bia mộ này đi ta tin tưởng nếu phụ thân thật sự công nhận ngươi hắn nhất định sẽ không keo kiệt thần khí của nó truyền thụ cho ngươi từ dương không từ chối một tay nắm chặt viên đá quý màu bạc một tay khác nhẹ nhàng vuốt phe bên ngoài mộ bia ở mặt trái để cho khí thức thiên sứ hoàn mỹ của mình nhanh chóng di chuyển trên tấm bia mộ này quả nhiên cũng không lâu lắm Quang mang màu bạc sáng chói tại mặt ngoài viên bảo thạch này phóng xuất ra, mà sau khi quang mang chiếu ảnh này ở trên tấm bia mộ này sinh ra hiệu quả thần kỳ vô cùng, bia mộ vậy mà bị chia làm hai, ngay cả không gian địa mạch này cũng bị mở ra. Trời ạ, à, không ngờ phụ thân vậy mà vẫn ở đây lưu lại một gian mật thất. Đi, chúng ta lập tức đi vào nhìn một chút, nếu như ta đoán không lầm, món thần khí kia của hắn hẳn là phong ấn ở phía dưới này. 748, cha của Tổ Long thứ 74 ba người từ dương tiến vào mật thất này không có bố trí và trang trí hoa lệ như trong tưởng tượng thậm chí ngay cả không gian 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 mật thất này đều hết sức hẹp cuối tầm mắt là một cái ghế ngồi phong cách cổ xưa phía trên phủ đầy bụi bặm ngay cả trong không khí cũng không có một mảy may ba động linh lực điều này nhìn thế nào cũng thấy là một khu vực nhỏ hẹp bình thường nhất nhưng mà đối với từ dương mà nói trong không gian này ẩn giấu một cỗ ba động khí tức vô cùng tả ác nếu không phải có thể nhìn rõ được cường giả cao cấp nhất gần như cực hạt căn bản không cách nào phát giác được. Hai người các ngươi không nên cử động, nơi này rất là cổ quái. Từ dương hầu như theo bản năng quay đầu lại chỉ điểm cho tiểu hoa và nữ đế, sau đó sắc mặt hắn bình tĩnh tiếp tục tiến lên, từng bước một dấu chân, phảng phất như là ngừng thở, mưu toan đem lực nhìn rõ của mình đẩy lên đỉnh phong mới. Ta biết, trong này có khí thức của ngươi, không cần ẩn giấu nữa, ngươi định tiếp tục chơi mèo bắt chuột với ta sao? Giọng nói của từ dương giống như phát ra từ không khí, nữ đế và tiểu hoa đều là nhìn nhau không thể tưởng tượng nổi, thậm chí bọn họ còn cho rằng, từ dương là vì một loại ảnh hưởng đặc thù nào đó mà sinh ra ảo giác. Nhưng mà rất nhanh, hai đại nữ thần phát hiện suy nghĩ này của mình buồn cười tới mức nào. Đường viên đặc thù màu tím đen, đó là một con rồng cực lớn. Chẳng qua hình tượng con rồng này hoàn toàn khác với long tộc ở trong hệ thống thế giới chư thiên. Hơn nữa, cái đầu rồng to lớn này rõ ràng là hình thái sinh động như thật, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác như mộng như ảo, có chút không chân thực nhưng lại không có cách nào phủ định sự tồn tại của nó. Người vậy mà có thể cảm nhận được khí thức của ta, hẳn là trong cơ thể người có được lực lượng đến từ bên ngoài chư thiên thế giới. Đầu rồng to lớn màu tím đen đột nhiên phát ra tiếng vang, nhưng là sóng âm này ngoại trừ có thể truyền đến trong đầu từ dương trước tiên, lúc nữ đế và tiểu hoa tiếp nhận cỗ ba động khí thức này, rõ ràng tần suất tiếp nhận được so với từ dương đã chậm trọn vẹn ba khắc. Phảng phất như từ dương và đầu rồng màu tím đen trước mặt này, hai người đơn độc ở cùng một không gian vĩ độ mà tiểu hoa và nữ đế sau lưng lại ở vào thế khác ta mặc dù không rõ tại sao ngươi lại duy trì một loại trạng thái cực kỳ đặc thù như vậy nhưng ta có thể khẳng định chính là ta và ngươi ở trong không gian giống nhau ta không cách nào tiến hành công kích ngươi mà ngươi hẳn là cũng không cách nào ra tay với ta ha ha xem ra năm đó phong hỏa vô cực chờ đợi không khiến hắn thất vọng hắn chờ tới người có thể sáng tạo kỳ tích mà người này hẳn là ngươi Đầu rồng màu tím đen cũng không có định ý quá lớn với Từ Dương, đặc biệt là sau khi hắn phán đoán ra, Từ Dương có thiên phú khó có thể tưởng tượng, thái độ của hắn lập tức trở nên ôn hòa hơn nhiều. Chẳng lẽ, ngươi là thủ hộ thú của phong hỏa vô cực thần vương sao? Nhưng ta cũng không có nghe nữ đế nói với ta, phụ thân hắn năm đó có yêu thú bảo vệ. Đầu rồng nhẹ nhàng xoa xoa mũi, không riêng gì tiểu nha đầu kia không biết, trong toàn bộ hệ thống chư thiên, không ai biết ta và phong hỏa vô cực là quan hệ thế nào, bởi vì xưa nay chưa từng có ai nhìn thấy bộ dáng thật sự của ta, ngươi là người đầu tiên trong thế giới này, trừ ngươi ra, ra hỏa chiến thắng phong hỏa vô cực năm đó cũng từng gặp ta. Vậy rốt cuộc ngươi là ai? Ta có thể cảm thụ được thực lực của ngươi hẳn là cường đại đến trình độ khó mà tưởng tượng. Các ngươi trên đường tới đây, hẳn là nhìn thấy đường đi đi thông với vô nguyệt thiên, có một hài cốt tổ long cực kỳ to lớn a. Chủ nhân cái hài cốt kia chính là con trai của ta, ta và hắn đều đến từ thế giới vực ngoại phụ thân của Tổ Long, ngoài miệng từ dương tuy không nói gì, nhưng sâu trong nội tâm của hắn lại bị một phen câu nói của đầu rồng màu tím đen to lớn này chấn kinh đến cực điểm. Thực lực của Tổ Long kia có lẽ liền có thể sánh vai với pháp tắc chư thiên, mà cái đầu lâu màu tím đen to lớn trước mặt này, nếu là hình thái đỉnh phong hoàn chỉnh, chỉ sợ có thể áp đảo trên chư thiên. Ta muốn biết càng nhiều chuyện có liên quan đến ngươi, không biết có khả năng này hay không. Ngươi đương nhiên là có, không chỉ có ngươi là người duy nhất có tư cách biết thân phận của ta trong toàn bộ thế giới chư thiên ta rất rõ ràng người trong thế giới các ngươi gọi chúng ta là tổ long mà chúng ta đến từ vô số đại lục ảo tưởng mặt tiền không gian xa xôi thế giới kia so với toàn bộ thế giới chư thiên thế giới hệ thống phải lớn hơn vô số lần mà loại gọi là cường giả cấp tổ long như chúng ta ở thế giới kia chỉ là tồn tại thực lực trung đẳng về phần tại sao ta lại đi tới vị diện chư thiên thế giới nói rất dài dòng khởi nguyên ban đầu là bởi vì đại lục ảo tưởng kia của chúng ta xuất hiện một trận hảo kiếp trước nay chưa từng có, ta mang theo con cháu của ta một đường kéo ngang qua vô số mặt trái đi tới Huỳnh Hoặc, cũng chính vì lần đó hành trình Huỳnh Hoặc, để cho ta nhìn thấy Phong Hỏa Vô Cực, đồng thời đạt được cơ hội đi tới thế giới Chư Thiên. Từ đó về sau, ta và Phong Hỏa Vô Cực đạt thành quan hệ hợp tác nào đó, ta là người đứng sau Phong Hỏa Vô Cực, người có thể coi ta là đạo sư của hắn, mà Phong Hỏa Vô Cực là đệ tử của ta. Sắc mặt Từ Dương khẽ biến, lộ ra nghi hoặc lớn lao nếu như ngươi thật tâm muốn trợ giúp phong hỏa vô cực vì sao hắn còn đi về hướng vẫn lạc lấy thực lực hai người các ngươi tổ hợp lại toàn bộ thế giới chưa thiên căn bản không có ai có thể chống lại lực lượng của các ngươi tổ long màu tím to lớn cười ha hả lên những lời này của ngươi ngược lại là một chút sai lầm cũng không có nhưng mà đáng tiếc chính là lực lượng của ta năm đó tiến vào huỳnh hoặc bị một cỗ truyền thừa đặc thù phong ấn hiện tại ta vẻn vẹn chỉ có thể thi triển ra cường độ thân thể mang đến bởi vậy trong một đoạn thời gian rất dài, ta đều đang mặc áo giáp lửa cháy vô cực trước mặt, hơn nữa trước nay chưa từng lộ mặt trong chiến tranh thể diện chư thiên. Trận chiến phong hỏa vô cực thất bại năm đó, ta mấy lần muốn ra tay giúp đỡ hắn, nhưng mà phong hỏa vô cực thủy trung kiên chỉ chứng đạo, bước ra đỉnh phong cuối cùng hắn tha thiết ước mơ, cũng chính là lấy lực lượng của mình tu luyện thành trí tôn có thể sánh vai cùng hệ thống chư thiên. Bởi vậy, trận chiến năm đó cũng coi như là hắn chứng minh cuộc đột phá, đáng tiếc chính là người cuối cùng bại dưới sức mạnh nguyên thủy kia, cuối cùng không thể đạt thành tâm nguyện của mình hiện tại ngẫm lại ta vẫn còn cảm thấy tiếc nuối thay cho hắn đây nếu như lúc trước ta có thể phát huy tác dụng trong trận chiến ấy thiếu niên nắm giữ sức mạnh nguyên thủy kia căn bản không có một chút cơ hội nào từ dương cũng bất đắc dĩ thở dài nếu ta là phong hỏa vô cực lúc trước ta cũng sẽ lựa chọn giống hắn nói vậy bản mạng thần khí hắn lưu lại chính là ngươi rồi không ta nói rồi chúng ta chỉ là quan hệ đồng bạn hoặc là ngươi có thể coi ta là bằng hữu của hắn hoặc là một người đã bị hắn giao nộp sứ mệnh, nếu muốn đạt được bản mạng thần khí của hắn, người cần đạt được sự tán thành của ta. Mà tiếp nhận cuộc thử luyện này, chỉ có cái giá duy nhất, người thắng sẽ đạt được thần khí, người bại chỉ có thể chết, bởi vì ngươi hẳn là biết rõ, tất cả bí mật phong hỏa vô cực đều ở lại nơi này, ta tuyệt đối không thể để bất cứ một kẻ thất bại nào biết được bí mật này sống sót rời đi. 749. Lực uy hiếp của chiêu kiếm diệt thế thứ 74. Từ dương lười nói nhảm một câu, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên một tia độ cong lạnh như băng ta nghĩ trước khi ta tiếp nhận cái gọi là thí luyện của ngươi hẳn là phải đánh cho tên cuồng vọng này ngã sắp xuống trước ầm 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 từ dương điểm một chỉ về phía hư không vạn đạo kiếm quang không đếm được cùng trong nháy mắt này trút xuống phảng phất giờ khác này từ dương chính là tất cả linh hồn chúa tể trong thiên địa dưới linh hồn của hắn chỉ dẫn điên cuồng tiến công trước mặt con rồng to lớn màu tím đen này mà lão long này Lực phòng ngự quả nhiên mạnh đến mức làm cho người ta không thể tưởng tượng, hắn căn bản không có bất kỳ động tác gì, thậm chí là thủ hộ cương khí cũng không có, trực tiếp dùng ra giáp thân thể cứng rắn của mình để chống cự lại lực lượng của vô số kiếm mang. Không sai, thực lực của ngươi hẳn là người nổi bật dưới hệ thống Chư Thiên hiện tại. Nhưng nếu chỉ là một loại lực lượng trình độ như vậy, muốn giáo huấn ta một chút, ngươi còn lâu mới đủ tư cách. Lão Long cũng không có nhiều động tác hơn, thậm chí là mãi cho đến bây giờ, ngay cả thân thể của hắn cũng chưa từng nhìn thấy. Vẹn vẹn chỉ là một cái đầu rồng to lớn giống như chân như ảo, nằm ngang trước mặt Từ Dương. Chỉ thấy lão long này đột nhiên mở cái miệng to như chậu máu của mình ra, nhưng mà cũng không có bất luận lực lượng nào phụt ra, mà là một cỗ lực cắn nuốt cường đại thâm thúy như hố đen, trước tiên khóa chặt bản thể Từ Dương. Hơn nữa bắt đầu không ngừng cắn nuốt nhục thân bản nguyên của hắn, giờ khắc này Từ Dương phảng phất cảm nhận được linh hồn của mình cùng nhục thể của mình điên cuồng xé rách tách rời, giống như lão long này đem linh hồn của mình cùng thân thể hoàn toàn bóc rời ra. Mà kháng cự quá trình lực cắn nuốt này lại là tương đối thống khổ. Từ Dương nhìn thấy quá nhiều cường giả, mỗi lần đều có thể thành công chinh phục đối thủ dưới chân mình. Nhưng mà lúc này đối mặt với long đầu cực lớn này, Từ Dương lần đầu tiên cắn chặt răng trên mặt lộ ra một chút thống khổ. Không hổ là cường giả cấp tổ long, lực cắn nuốt như vậy, nếu đổi lại là một người khác, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ hoàn toàn bị xé nát thân thể cùng linh hồn. Cũng may hôm nay ta đã có được một hệ thống chiến đấu khác có lực lượng nguyên thủy nếu không, muốn nhằm vào da hỏa da dày thịt béo này, độ khó cũng tương đối lớn. Từ dương mở chừng hai mắt, trong cơ thể trọn vẹn tám đạo khí xoáy đồng thời vận chuyển lên, trong nháy mắt này, thân thể từ dương bắt đầu bốc cháy lên nguyên thủy khí lãng đặc tù màu xanh đậm, mà đạo sóng khí này hình thành, lần nữa để cho tiểu hoa và nữ đế sau lưng chấn kinh. Lúc trước lão giả kia đã từng nói, lúc mở ra tám luồng khí xoáy đồng thời vận chuyển, đã là cảnh giới tu luyện mạch công pháp này mấy vạn năm sau. Mà hôm nay, từ dương tiếp xúc lực lượng nguyên thủy không đến nửa năm, đã cường đại đến trình độ như thế. Thiên phú như vậy, thật sự không phải bất kỳ người nào khác có thể so sánh, mà tám luồng khí xoáy đồng thời mở ra, phóng xuất ra loại nguyên thủy khí mang này, tại công thủ hai đầu đều thể hiện ra khí thế cường đại không gì sánh được. Cùng lúc đó, vô số tế bào trong cơ thể từ dương, tinh hoa phong nguyên nhanh chóng bị kích hoạt. Mà một đạo tiên thiên nguyên khí trong cơ thể hắn cũng gần như điên cuồng vận chuyển, mỗi lần vận chuyển phóng ra khí thức, đều đang lấy hình thái của cỗ khí mang này điên cuồng thiêu đốt. Rất tốt, nội tình lực lượng nguyên thủy của ngươi đã vượt qua tất cả mọi người ta thấy trước đó, tám đạo khí xoáy đồng thời vận chuyển, sinh ra lực áp bách quả nhiên không tầm thường. Không bao lâu sau, Tiểu Hoa và nữ đế đã cảm nhận được không gian áp lực cực lớn, mà chân chính làm cho người ta sợ hãi thán phục, chính là Từ Dương khống chế lực lượng cường đại như vậy, đồng thời vậy mà không phá hủy toàn bộ địa cung này, cũng ý nghĩa hắn khống chế lực lượng nguyên thủy đã đạt đến cảnh giới thiên nhân ôi trời của ta khó có thể tưởng tượng lúc này a dương hắn đối mặt như thế nào đối thủ con rồng lớn kia rốt cuộc là thân phận gì có thể khiến a dương tám đạo khí xoáy đồng thời vận chuyển phỏng trừng một đạo quyền kinh của hắn lúc này đánh ra ngoài có thể trong nháy mắt miểu sát một thần giới tứ đại thần tướng nữ đế y lăng cũng liên tục gật đầu lực lượng như vậy căn bản không phải những người bình thường ở thần giới có thể chống lại đã không cần bất cứ trang sức nào của công pháp A Dương liền có thể dựa vào khí thức thuần túy khẽ nghiền nát tất cả. Nhưng mà Từ Dương rất rõ ràng, mặc dù lúc này trạng thái của mình thập phần cường đại, nhưng muốn chiến thắng cái đầu lâu màu tím đen to lớn trước mặt này, còn xa mới đạt tới trình độ như vậy. Rốt cuộc, ngọc cốt thần kiếm của Từ Dương lần nữa huyễn hóa ra, cứ như vậy lơ lửng trước mặt Từ Dương. Cùng lúc đó, tám đạo khí xoáy trong cơ thể đồng thời thiêu đốt cùng một thời điểm, trong đầu Từ Dương bắt đầu phóng xuất ra thần thông càn khôn trong tay áo, Ngọc quốc thần kiếm tại thời khắc này hoàn toàn biến mất trong hư không, vị trí cụ thể vậy mà ngay cả đầu rồng màu tím đen trước mặt cũng không cách nào phán đoán. Ồ, người vậy mà, còn có kỹ năng như vậy, thật sự là khó mà tin được. Ta thậm chí hoài nghi người chính là hóa thân của một loại ý chí nào đó hệ thống chư thiên, nếu không, trên người ngươi có thể có nhiều tạo hóa đỉnh cấp như vậy, thật sự là quá kinh người, quả thực so với phong hỏa vô cực năm đó còn cường đại hơn nhiều. Đầu rồng to lớn màu tím đen không tiếc rẻ các loại ca ngợi, điên cuồng đánh về phía Từ Dương. Nhưng ca ngợi như vậy vẫn làm cho Từ Dương thủ vững bản tâm, không hề bị lay động. Ngọc cốt thần kiếm mặc dù đã huyễn hóa trong hư không, nhưng vẫn như cũ vận chuyển, lý niệm của Từ Dương Lý Càn Khôn thần thông không ngừng thông qua hư không trồng chất ra chỉ ngưng tụ một kích kinh thế vô cùng cường đại. Ầm ầm ầm, Từ Dương đột nhiên bộc phát ra tốc độ cực hạn, một quyền đánh ra, khóa ở vị trí đầu rồng màu tím đen to lớn cứng rắn nhất trước mặt. Khí mang trên người mang theo lực lượng mang theo một quyền này, chính là thí nghiệm trước khi từ dương bộc phát một kích mạnh nhất. ầm ầm ầm, lại một tiếng vang trầm thấp, đầu rồng màu tím đen to lớn vậy mà cũng bị uy lực một quyền này chấn động. Một quyền vừa rồi của từ dương, có tự tin có thể miểu sát bất kỳ linh trùng hồng hoang nào, nhưng đánh vào trên người con rồng to lớn này, ra hỏa này vẻn vẹn chỉ buồn cười lắc đầu, liền khôi phục lại ý thức linh hồn cường đại. Rất lâu rồi không có ai có thể mang đến cho ta loại lực lượng cường độ này, Uy lực một quyền này của ngươi đã có thể sánh với lực lượng Phong Hỏa vô cực năm đó khi toàn thịnh. Bất quá vẫn là câu nói kia, nếu ngươi muốn áp chế ta, thực hiện lời hứa hẹn càn rỡ vừa rồi của ngươi, hiển nhiên còn xa xa không đủ. Từ Dương cười lạnh, "Ta nói rồi, trước nay chưa từng nuốt lời, hôm nay nếu không thể hoàn thành trấn áp ngươi, ta tuyệt sẽ không mang thần khí Phong Hỏa vô cực đi. Ta đã từng nói, không có ai có thể dùng ngữ điệu thẩm phán trước mặt ta nói chuyện với ta." Mà ta cũng tuyệt đối không chấp nhận sự tồn tại có quan hệ với ngươi và Phong Hỏa vô cực năm đó, hoặc là ngươi thần phục ta, hoặc là gạt bỏ ta, chỉ là như vậy. Ha ha ha, tốt, rất tốt, khí thế trên người ngươi so với Phong Hỏa vô cực năm đó càng thêm cường đại. Ta rất thích, tốt nhất ngươi đừng để cho ta thất vọng, nếu như ngươi thật sự có thể trấn áp ta, có lẽ cũng không phải là kết cục tồi tệ, so sánh xuống, ta càng không muốn nhìn thấy ngươi bại ở trước mặt ta. 750, lão thần vương xếp 75 lại xuất hiện. Rốt cuộc, Từ Dương vẫn không có buông xuống một kiếm kinh thế của mình, mà là bước ra khiến tất cả mọi người không thể tin được một bước, cường thế mở ra đạo khí xoáy thứ 9. Phải biết, lúc Từ Dương rời khỏi sơn động, nhiều nhất cũng chỉ là đến vòng xoáy thứ 8, mà lúc này Từ Dương đã gần như nghịch thiên, để tám luồng khí xoáy này đồng thời vận chuyển, trên lý thuyết đã đạt tới hiệu quả cực hạn của nhục thân hắn, nhưng giờ phút này hắn còn ngại không đủ, cưỡng ép là đồng thời vận chuyển tới cảnh giới nghịch thiên. Tiểu tử, Ngươi không phải là muốn vì chinh phục tính mạng ta chứ? Nếu như chín luồng khí xoáy đồng thời vận chuyển, thân thể của ngươi gánh vác sẽ không cách nào chịu được, mà cỗ lực lượng bộc phát ra kia sẽ phá hủy nơi này, ngươi xác định sẽ làm như vậy sao? Một khi cỗ năng lượng này mất khống chế, không chỉ nơi này sẽ hoàn toàn sụp đổ, hai đồng đội phía sau ngươi cũng sẽ bị ngươi liên lụy. Từ Dương cười ha hả, ta chưa bao giờ là một người lũ máng, nếu ta dám làm vậy, nhất định có 10 phần nắm chắc ngươi sẽ sợ lão long. Trên mặt từ dương kiêu ngạo không ai bị nổi, rung động thật sâu đầu rồng to lớn màu tím đen trước mặt, hắn chưa từng nhìn thấy một phàm nhân trong thế giới bên ngoài hệ thống, lại còn có khí chàng bá tuyệt thiên địa như vậy. Rốt cuộc, đạo khí xoáy thứ 9 cường thế mở ra, lúc này trong con người từ dương khó có thể ngăn chặn phóng xuất ra hai đạo quang mang màu bạc thông thấu, hào quang kia bao phủ xuống, phòng sáng bên ngoài thân thể đầu rồng to lớn màu tím đen như có như không kia liền biến mất, mà hình dáng hoàn chỉnh đầu rồng này cũng xuất hiện trước mắt ba người từ dương. Thì ra là thế, trước đó sở dĩ chúng ta không cách nào có được tầm nhìn rõ ràng, là vì lão long này dùng một loại thủ đoạn đặc thù che đậy toàn bộ thân thể của hắn cùng toàn bộ không gian liên kết, mà lúc này khí tức của A Dương đã chấn vỡ vòng sáng ngoài thân lão long, mới để cho hình thái nguyên vẹn của lão long này hiện ra trước mắt chúng ta. Thân thể lão long cũng không dài dòng như trong tưởng tượng, ngược lại, một đầu rồng to lớn này hầu như chiếm cứ toàn bộ diện tích thân thể và thể tích của hắn, mà thân thể phía sau hắn rất là quái dị, nhưng hình thể lại rất nhỏ ha ha ha, không thể tưởng được ngươi lại mọc ra cái đầu lớn như vậy, thân thể lại nhỏ bé như vậy, chẳng lẽ các ngươi tưởng tượng thế giới long tộc đều trưởng thành bộ dáng này? Đầu rồng to lớn màu tím đen phát ra vài tiếng cười lạnh khàn khàn, sắp tới ngươi không chê ta là thằng nhóc quái gì sao? Quả nhiên, theo vầng sáng này biến mất, khí tức trên thân cự long màu tím đen cũng phát sinh biến hóa cực kỳ rõ ràng, tất cả hào quang màu tím dần dần bị màu đen hoàn toàn thay thế. Mà trong quá trình này, trên thân Cự Long hiện ra một đạo ba động lực lượng vô cùng quỷ dị, hoàn toàn không thuộc về hệ thống Chư Thiên, đó là một loại lực lượng có thể tăng phòng ngự đến một loại cảnh giới khác, càng như là một đạo quang nguồn bám vào ở bên ngoài thân thể của mình. Nhưng nữ đế và tiểu hoa rõ ràng đều cảm thụ được, một quầng sáng nhìn như yếu đuối này lại cường đại hơn vô số lần so với bất cứ loại thủ đoạn phòng ngự nào trong hệ thống của Chư Thiên. Hiện tại, ta đã làm tốt chuẩn bị, vận dụng lực lượng mạnh nhất của ngươi đi nếu ngươi có thể đánh nát phần sáng thủ hộ trên người ta, thì chứng minh ngươi thắng, mà ta cũng nguyện ý thần phục ngươi, thậm chí là làm hiến tế thú cho ngươi. Ha ha, có những lời này của ngươi ta an tâm rồi. Chuẩn bị tiếp chiêu đi. Trong nháy mắt kế tiếp, Từ Dương lần nữa nhắm hai mắt lại, thần thông càn khôn trong tay áo cùng căn nguyên linh hồn của hắn hoàn thành phản hồi trung cực, mà quang mang của thanh ngọc cốt thần kiếm kia cũng phóng thích ra hình chiếu hoàn mỹ trong thế giới linh hồn của Từ Dương. Lúc này hư không chỗ ngọc cốt thần kiếm đã hoàn thành gấp 10 điệp ra, nói cách khác một kiếm kinh thế này của Từ Dương, cuối cùng có thể bộc phát ra uy lực sẽ tăng lên gấp 10 lần. Mà hiện tại, cũng là lực lượng tinh thần mạnh nhất mà Từ Dương đồng thời mở ra chín luồng khí xoáy thu được sau đó tăng lên, xem như là lực lượng cực hạn hắn có thể đánh ra trước mắt. Trồng lên gấp 10 lần là khái niệm gì? Hôm nay trong tình huống bình thường Từ Dương đánh ra kiếm quang bản thể của Ngọc Cốt Thần Kiếm, liền có thể dễ dàng đem một gã tứ đại thần giới thủ hộ cương khí hoàn toàn chấn vỡ. Như vậy nếu tăng cỗ lực lượng này lên gấp 10 lần, có nghĩa là Từ Dương có thể dễ dàng gạt bỏ bất kỳ một gã cường giả nào từ thần giới trở xuống. Mà lúc này, Từ Dương chính là muốn dùng cỗ lực lượng mạnh nhất này chinh phục tổ long trước mặt. Tiếp chiêu đi, trong nháy mắt, khi Từ Dương ngọc cốt thần kiếm lần nữa vỡ tan hư không, một mực tập trung vào cái đầu màu tím đen to lớn, cỗ uy áp kia triệt để rung động tiểu hoa và nữ đế. Ôi trời ơi, sức mạnh như vậy, hắn rốt cuộc là làm được như thế nào, chỉ sợ một kiếm này hạ xuống, cho dù phụ thân ta có lưu lại phong thần lệnh cũng chưa chắc có thể hoàn hảo không tổn hao gì quả thực chính là kiếm có thể sánh vai với cực hạn hệ thống chư thiên rồi hai đại nữ thần liếc nhìn nhau trong ánh mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ càng làm cho các nàng cảm thấy không thể tin được chính là kiếm khí kinh khủng như vậy lại có thể dưới sự khống chế của tinh thần lực của từ dương hoàn toàn ngưng tụ đến một điểm ngay cả không gian nhỏ hẹp dưới mặt đất này chung quanh đều không bị ảnh hưởng chút nào lực khống chế cực hạn nội tình của lực lượng cực hạn cộng thêm hình thái linh hồn cực hạn. Rốt cuộc tiểu hoa và nữ đế cũng ý thức được, vì sao lúc trước người có lực lượng nguyên thủy cực đại kia lại coi trọng từ dương như vậy, thiên phú trên người hắn đã không cách nào dùng hai chữ thiên phú để hình dung đơn thuần nữa. Đúng như tổ long này vừa mới nói, từ dương có lẽ thật sự có khả năng là hóa thân ý thức chư thiên, nếu không sao hắn có thể trưởng thành đến tình trạng khó tin như vậy. Tổ long đột nhiên ngẩng đầu lâu to lớn lên, vô cùng nghiêm túc nhìn thoáng qua kiếm mang trên đỉnh đầu này, lần nữa phát ra tiếng cười trầm ồn ta nghĩ người đã thắng khi người có thể đánh ra một kiếm mạnh nhất này người đã chứng minh tất cả uy lực một kiếm này coi như là phong hỏa vô cực năm đó thậm chí là cường giả nguyên thủy chiến thắng hắn cũng căn bản không thể ngăn cản từ dương nở nụ cười thỏa mãn nhưng mà lúc này hắn phát hiện ra chín luồng khí xoáy trong cơ thể mình tiếp tục vận chuyển với tốc độ cao không ngừng lực lượng thôn vệ đối với thân thể của hắn cũng đạt tới mức hắn chấn động thậm chí hắn còn hiểu rất rõ nếu như lại để luồng lực lượng này không ngừng tiết lộ ra ngoài rất có thể hắn sẽ mất đi sự khống chế đối với khảo nghiệm này bất cứ lúc nào cánh tay từ dương đã bắt đầu xuất hiện động tác run rẩy mà hai chân của hắn tựa hồ có một ít không đứng vững hắn đang dốc hết toàn lực khống chế một kiếm diệt thế này tiểu tử dừng tay đi ngươi đã thắng lão long ta đã nói rồi ngày này cuối cùng sẽ đến đột nhiên một thanh âm vô cùng hùng hậu hàng lâm trong không gian này phụ thân nữ đế vô cùng kích động kêu một tiếng mà đúng lúc này bên trong những mật thất này cơ hồ nàng không khống chế được sự điên cuồng của mình, cũng chính là chiến trường hạch tâm giữa Từ Dương và Tổ Long này. Nhìn thấy nhà đầu này không khống chế được cử động như vậy, Từ Dương kích động trong lòng, tinh thần lực lần nữa phát sinh chấn động, mà giờ khắc này, hắn rốt cuộc không chút do dự phóng xuất ra hộp thần khí kia, trong nháy mắt hư không đình trệ. 751, chương thứ 771 quyết đấu thời đại, cũng chính trong nháy mắt quý giá này, từ dương lại một lần nữa dung nhập ngọc cốt thần kiếm vào trong hư không gộp lại tất cả lực lượng diệt thế gấp 10 lần, nhanh chóng tiêu tán, tất cả uy áp khu vực trung tâm chiến trường lúc này cũng không còn sót lại chút gì. Từ dương đương nhiên là có xúc động vô hạn, trực tiếp chân áp tổ long trước mặt, nhưng so sánh với chuyện này, hắn càng không muốn nhìn thấy nữ đế có một chút thương tổn nào. Bởi vậy trong thời khắc mấu chốt này, hắn quyết đoán từ bỏ dục vọng bảo vệ nữ đế bên cạnh mình. Không biết, chi tiết như vậy, Tự nhiên cũng nhìn thấy trước mặt cái đầu lâu to lớn màu tím đen này cùng với thanh âm thần bí trong hư không. Ha ha, phong hỏa vô cực, ta nhất định phải thừa nhận, lựa chọn của ngươi có lẽ là đúng, trên người thằng nhóc này, ta thấy hết thảy đặc tính của ngươi. Lão Long nói xong những lời này, đột nhiên hóa thành một đạo hào quang màu tím, trở về lại chỗ ngồi cổ xưa kia, mà lúc này lão đã khôi phục hình thái khôi giáp màu tím, không còn bất kỳ tiếng động nào. Cùng lúc đó, trước mặt Vương Tỏa kia một hình tượng lão giả phong cách cổ xưa đột nhiên ảo ảo ra, người này mặc dù là một bộ gỗ mục già cả, nhưng tư thế hai tay chắp sau lưng, lại như chư thiên pháp tác trường tồn từ tuyên cổ, cho người ta một loại uy nghiêm không giận tự uy. Người này chính là phong hỏa vô cực sao, chẳng biết tại sao, giờ phút này từ dương mặc dù suy yếu vô cùng, nhưng mà hắn càng khát vọng cùng lão giả trước mặt quyết đấu một hồi kinh thiên động địa đỉnh cao, cho dù hai người này đều đã không còn trong trạng thái đỉnh phong năm đó, thế nhưng linh hồn bọn họ cũng đã đạt đến một loại cảnh giới siêu thoát thế tục lăng giá ở giữa thế giới. Không hề nghi ngờ, lão giả trước mặt mặc dù không nhúc nhích, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được loại suy nghĩ này ở sâu trong linh hồn từ dương. Phụ thân, nữ đế vô cùng kích động muốn xông qua, ôm lấy linh hồn lão giả, nhưng ở vị trí lão giả năm bước ra ngoài lại bị một cỗ uy áp vô hình tự động bắn ra. Mà lúc này, tiểu hoa cũng vội vàng đi tới bên cạnh nữ đế, kéo nàng sang một bên. Người chẳng lẽ không phát hiện sao, Trạng thái giữa A Dương và phụ thân ngươi lúc này khác thường, ngươi quan sát khí thức của bọn họ, nếu như ta đoán không sai, hai người này có lẽ đã âm thầm bắt đầu phân cao thấp. Bọn họ đang dùng phương diện linh hồn làm ra một trận đỉnh cao chân chính. Nữ đế cũng là một trong những cường giả đứng đầu thế giới này, nghe Tiểu Hoa nói như vậy lập tức hiểu ra, tồn tại ở loại cấp bậc này, đơn thuần dựa vào ý niệm vẫn có thể quyết đấu một trận có một không hai. Hai vương giả của hai thời đại, vậy mà trong không gian dưới lòng đất vô cùng hoang vu này, lại xảy ra một trận tranh đấu thế giới không muốn người biết. Trong thoáng chốc, linh hồn của Từ Dương và linh hồn thể lão giả trước mặt đồng thời tiến vào một loại cảnh giới linh hồn đặc thù. Trong không gian linh hồn thần bí này, chỉ có linh hồn hai người Từ Dương và Phong Hỏa vô cực tồn tại, chung quanh hiện đầy bóng tối, thậm chí khí tức pháp tắc đều đã hoàn toàn biến mất, hình thái năng lượng bất kỳ loại nào đều ở trong không gian linh hồn này hóa thành hư vô. Với cảnh giới hiện tại của hai người bọn họ, chỉ là một ánh mắt đối kháng, có lẽ có thể phân ra cao thấp. Hiện tại ta vô cùng vững tin, ngươi chính là người mà ta phải chờ vô số vạn năm, một tồn tại có thể kế thừa ý chí năm đó của ta chưa hoàn thành. Không hề nghi ngờ, lấy thực lực và thiên phú ngươi hiện tại, toàn bộ hệ thống Chư Thiên Thế Giới có thể chống lại ngươi đã có thể đếm trên đầu ngón tay. Sắc mặt Từ Dương bình tĩnh lộ ra một chút tươi cười, tiền bối quá khen, bất kể nói như thế nào, tất cả những gì ngươi làm năm đó đều đáng để mỗi một hậu bối ở thế giới Chư Thiên tôn sùng, càng không cần phải nói ngươi còn là phụ thân của nữ đế giữa ngươi và ta cũng không cần khen tặng cái gì đến đây nào để ta nhìn xem hiện tại ngươi còn chưa hoàn toàn thành thục so với trạng thái đỉnh phong năm đó ta còn có bao nhiêu khoảng cách phong hỏa vô cực vừa nói xong sau lưng hắn đột nhiên huyễn hóa ra một thanh trường kiếm màu tím đen toàn thân thanh kiếm này hoàn mỹ tới cực điểm làm cho người ta một loại quân lâm bá tuyệt thiên hạ huy áp so sánh ra thanh ngọc cốt thần kiếm trước mặt từ dương lại thanh tú hơn nhiều nếu nhất định phải đem hai thanh kiếm này so sánh với nhau như vậy ngọc quốc thần kiếm của Từ Dương như là một quân tử tốc, chắc nhĩ không hợp nhau. Mà thanh kiếm sau lưng phong hỏa vô cực lại là ma vương cái thế vô địch, để chúng sinh phải thần phục vì nó. Giờ khắc này, vương giả tuyệt đối hai thời đại đồng thời bay ra khỏi thanh kiếm sau lưng bọn họ, nhưng hai đạo kiếm quang cuối cùng cũng đụng vào nhau, toàn bộ linh hồn không gian cõng theo khí thức kiếm quang hoàn toàn sáng ngời, không có loại bạo phát tâm thần này sinh ra, thế nhưng sau một cái nháy mắt tất cả náo động bụi trần lắng xuống, phong hỏa vô cực không khỏi ngẩng đầu lên cười to. từ dương vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, mà thanh trường kiếm màu tím đen phong hỏa vô cực kia đã bị hồn lực của từ dương đánh tan thành hư vô, không hề nghi ngờ lần tranh tài này vẫn là từ dương thắng. trường giang sau sóng xô sóng trước, rốt cuộc ta vẫn già rồi. từ dương quả thật mỉm cười lắc đầu, người chỉ là tiến vào cảnh giới bất hủ, trên đời này nào có vĩnh hằng vô địch, chỉ là không muốn không ngừng vượt qua vương giả, nếu không có ngươi chỉ sợ truyền thừa của chư thiên thế giới đều không thể kéo dài đến hôm nay phong hỏa vô cực cười khổ lắc đầu ngươi không cần an ủi ta ta rất thắc mắc nếu ngươi không cách nào chiến thắng ta có lẽ ta mới thật sự thất vọng phong hỏa vô cực vừa nói xong đột nhiên ngay chỗ ngồi đã phủ đầy bụi bặm đã rơi xuống trường kiếm màu tím đen từ hư không huyễn hóa ra tự động bay đến trước mặt từ dương thanh kiếm này chính là bản mệnh thần khí năm đó theo ta chinh chiến thiên hạ tên là đồ thiên Thế nhưng cái tên này chỉ thích hợp với trạng thái đỉnh cao năm đó, nhưng cũng không thích hợp với ngươi bây giờ. Nếu có thể, ta cảm thấy ngươi nên mượn lực thiên tài vô mỹ trong cơ thể ngươi, thử dung hợp hai thanh kiếm này của ngươi làm một thể, như vậy mới có thể tạo ra kiệt tác hoàn mỹ thật sự thích hợp với ngươi. Từ Dương được chỉ điểm của phong hỏa vô cực, như thể hồ quán đỉnh sinh ra ý nghĩ mới. Dù sao đối với Từ Dương mà nói, sau khi rời khỏi đây, hắn sẽ chạy thẳng đến Vô Nguyệt Thiên. Đối thủ tiếp theo mới là đội ngũ mạnh nhất dưới vị trí hệ thống của toàn bộ chư thiên thế giới. Muốn ở vòng chung kết cuối cùng này cười đến cuối cùng, Từ Dương đích thật là cần một thanh bản mạng thần khí chân chính thuộc về mình, mà hai thanh kiếm trước mặt có lẽ chính là tài liệu hoàn mỹ chế tạo bản mạng thần khí. Đa Tạ Tiền Bối chỉ điểm, Từ Dương vừa nói lời này, linh hồn của Phong Hỏa vô cực lão giả bắt đầu đi về phía Diệt Phong. Tiền Bối, Từ Dương đột nhiên hét lớn một tiếng vội vàng vọt tới trước, muốn ngăn cản tiết tấu linh hồn phong hỏa vô cực bị diệt phong. Đây vẻn vẹn chỉ là một đạo linh thức của ta mà thôi, khi người chân chính đã tới sánh ngang với chư thiên, linh hồn bổn nguyên của ta trong phong thần lệnh sẽ xuất hiện lần nữa, không cần vì ta mà cảm thấy bi thương, chăm sóc tốt cho con gái ta. 752, chương 77 Quang Vinh Chiến Thắng, đạo linh thức phong hỏa vô cực này, cứ như vậy biến mất trong không gian linh hồn. Mà khi từ dương mở mắt ra lần nữa, cái ghế trước mặt đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là thanh trường kiếm màu tím đen vô cùng tinh xảo trước mặt mình. Ánh mắt nữ đế mở đi rất nhiều, bởi vì ngay vừa rồi, nàng tận mắt nhìn thấy linh hồn phụ thân mình đi về phía tán loạn, mà từ đầu đến cuối hắn thậm chí không có cùng nữ đế mở miệng nói một câu. "Không cần thương tâm, đó chỉ là một đạo linh thức của phong hỏa vô cực tiền bối." Hắn nói với ta, "Chỉ cần ngày sau chúng ta có thể đi đến đỉnh Chư Thiên Diệt, linh hồn bổn nguyên trong phong thần lệnh cũng có thể gặp mặt chúng ta." Lời nói của Từ Dương không khỏi khiến cho nữ đế tâm như cho tàn lần nữa cháy lên hy vọng. Mà cùng lúc đó, Từ Dương đột nhiên đưa hai tay ra, thử tiếp xúc với khí tức phong ấn của đồ thiên bên ngoài, sau khi đạo phong ấn hoàn mỹ bị diệt, đồ thiên lại khôi phục trạng thái vô chủ. Từ Dương vốn định trực tiếp bắt lấy đồ thiên thần khí này, thế nhưng trong đầu hồi tưởng lại lời nhắc nhở của phong hỏa vô cực vừa rồi đối với hắn, vì vậy Từ Dương điểm một cái lên mi tâm của mình, phóng xuất ra quang minh thần pháp tắc trong cơ thể mình, dùng hào quang màu vàng óng ánh không gì sánh được bao trùm đồ thiên này. Quả nhiên, sau khi tắm rửa quang minh thần pháp tác phần túy nhất, thanh đồ thiên thần khí này lặng yên không một tiếng động biến mất trong thể nội từ dương, trở thành một trong những bản mạng thần khí của hắn. Mà sau khi thanh kiếm này chính thức hoàn thành nhận chủ, một đạo áo giáp màu tím đen do tổ long biến thành kia cũng bám vào trên người từ dương, trở thành kiện thứ hai cũng là kiện thần khí hộ thể mạnh nhất của hắn. Không nghi ngờ chút nào, lần chinh chiến thủ hộ thiên hà này, từ Dương trở thành người thắng lớn nhất, chẳng những đạt được truyền thừa Hoàn Mỹ Phong Hỏa vô cực, còn nhận được lực lượng nguyên thủy tập hợp đại thành người tự mình chỉ đạo, trở thành người kế thừa cường đại nhất của Thượng Thanh Nguyên Khí Đạo thế hệ mới. A à Dương chúc mừng ngươi, cuối cùng cũng nghênh đón được đỉnh phong của mình. Hai người Tiểu Hoa và nữ đế cảm thấy cao hứng với Từ Dương. Nhưng mà Từ Dương không có một chút kiêu ngạo tự mãn nào, vẻn vẹn chỉ là bình tĩnh lắc đầu. Sau khi đối đầu với Phong Hỏa vô cực tiền bối, ta ý thức được mình còn phải đi thật xa. Tiếp theo, chúng ta còn phải đối mặt với đối thủ cường đại đến từ trong Vô Nguyệt Thiên, còn có Thần Hoàng tử Đỉnh Phong Vân Đô, cùng với Thần Vương hiện tại chỉ có toàn bộ thần giới, những người này không có một ai là nhân vật đơn giản, rốt cuộc có thể hoàn thành Nguyệt Tu và Phong Hỏa vô cực tiền bối giao phó cho ta hay không, hiện tại còn là một người không biết. Tiểu Hoa và nữ đế liếc nhìn nhau, đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Thật ra các nàng thích nhất phẩm chất trên người Từ Dương, chính là loại phấn chấn tiến bộ này. Hắn chưa bao giờ cho rằng mình mạnh hơn bất luận kẻ nào mà kiêu ngạo, trong suy nghĩ của hắn, Vĩnh Viễn có một người khác Vĩnh Viễn khó có thể nhìn thấy được đỉnh cao của nó, mà hắn cũng đang không ngừng cố gắng vì mục tiêu này. Con đường của cường giả xưa nay không có điểm cuối, bọn họ chỉ có thể sáng tạo ra đỉnh cao của mình mỗi một lần, mà nữ đế và tiểu hoa phẩm chất như vậy chỉ vẻn vẹn nhìn thấy trên người một người, cũng chỉ có hắn lần lượt thật sự tạo ra kỳ tích. Được rồi, thời gian chúng ta tới đây đã không ngắn rồi không biết thế cục ngũ đại hoàng triều bên ngoài thế nào rồi. Vừa nhắc tới chuyện này, ba người từ dương theo bản năng nhíu mày, dù sao trước đó, chuyện nhân đồ hiên viên vừa mới dẫn dắt cường giả thần tộc tiến vào thủ hộ thiên hà không thể nghi ngờ đã bại lộ một sự thật, đó chính là gia hỏa lúc trước tận mắt thấy ba người bọn họ phá toái phong ấn kết giới cùng thiên hà, tất nhiên chính là gian tế của thần giới. Mà người này, nhất định trong mấy tháng qua sẽ nhắc lên trận phong ba tuyệt đại này, hiện giờ ngũ đại hoàng triều chỉ sợ đang đối mặt với một trận hảo kiếp trước nay chưa từng có việc này không nên chậm trễ chúng ta lập tức xuất phát trở lại cổ hạ hoàng triều cùng bọn long khôn tụ hợp được ba người từ dương lập tức bay lên trời rất nhanh liền bay nhanh về phía phần cuối biên giới thiên hà nhìn bóng lưng ba người biến mất lão giả trông coi mộ bia kia rốt cục lộ ra nụ cười thoải mái xem ra người trẻ tuổi kia thật sự thành công lửa cháy vô cực vô số năm chờ đợi cuối cùng cũng nhận được hồi báo có ra hỏa tên từ dương kia, ở hệ thống chư thiên sẽ không dễ dàng bị hủy diệt như vậy. Không biết, cùng một thời khắc này, chiến trường bình nguyên ngũ đại hoàng triều đã triệt để loạn thành một đoàn. Báo cáo thế tử, toàn bộ nhân mã của đội thứ ba đã chết trận, hiện tại chúng ta nên làm gì? Còn thừa lại năm sáu hai cái cầu thang đội mấy ngàn chiến sĩ còn đang chống cự mấy lần. Chiến sĩ mặt xám mày cho trước mắt này toàn thân đầy máu đen, đang quỳ một chân trên mặt đất, hướng thế tử cổ hạ hoàng triều thỉnh mệnh. Truyền lệnh của ta, tử thủ xuống cho ta, cho dù hôm nay cổ hạ hoàng triều ta diệt vong, cũng không cho phép có một người đầu hàng. Sau khi mệnh lệnh của thế tử truyền ra không lâu, đám người Long Khôn Sư Lăng Vân lập tức đi vào trong doanh trướng. Thế tử, những quỷ quân phía nam kia đã bị chúng ta liên thủ ngăn cản, cuối cùng cũng không đến mức bị bọn họ vây kín bốn phía. Bất quá chiếu theo tình huống này, liên quân tứ đại hoàng triều không đến ba ngày, liền có thể làm toàn bộ phòng tuyến của chúng ta sụp đổ. Bọn họ liên hợp lại sức mạnh thực sự quá mức cường đại, cộng lại có hơn trăm thành viên có lực lượng nguyên thủy hiện tại những người có thực lực như chúng ta có thể chống lại sắc mặt lăng vân cũng lạnh lùng nghiêm nghị gật đầu không tệ hơn nữa ta phát hiện sau lưng bốn đại liên quân này còn có người của thần tộc âm thầm ủng hộ lần này bọn họ đột nhiên liên thủ cùng chúng ta phát động tiến công tuyệt đối không đơn giản như vậy linh giao cũng bất đắc dĩ thở dài thật không biết bọn lão đại hiện ở nơi nào nếu ba người bọn họ ở đây cho dù người của đối phương nhiều hơn gấp đôi chúng ta cũng có gì phải sợ Long Khôn cắn chặt răng hung hăng đấm ngực của mình một cái, không nói nhiều, chúng ta tiếp tục giết trở về. Ta không tin không chống đỡ được đến lúc bọn lão đại trở về. Cùng lúc này, một đội ngũ khác trong chủ chiến trường tập hợp, gia hỏa bị một loạt tông sư vây quanh ở trung tâm kia, rõ ràng chính là gian tế tông sư trước kia khúm núm trước mặt ba người Từ Dương. Lúc này, hắn đã không còn bộ dạng nơm nớp lo sợ trước mặt ba người Từ Dương, đã lộ ra khuôn mặt thật của hắn. Trên thực tế, Gia hỏa này chính là cường giả thần bí quân sư quỷ dị ở thần giới xếp vào trong ngũ đại hoàng triều. Nhiệm vụ trước kia của hắn chính là thay quân sư khống chế tất cả hành động trong nội bộ ngũ đại hoàng triều. Theo đám người từ dương tiến vào trong thế lực tranh chấp cổ hạ hoàng triều, bắt đầu đánh vỡ loại cân bằng này, hắn cũng nhân cơ hội liên hợp với bốn đại hoàng triều khác, dưới sự chỉ dẫn của thần tộc, phát động cuộc chiến tiêu diệt cổ hạ hoàng triều, không hề nghi ngờ, hắn chính là người khởi xướng chiến đấu lần này. Khởi bẩm đại nguyên soái, Bốn phương đại quân của chúng ta đã có hai con đường chiếm được ưu thế tương đối lớn, nhưng hai đội quỷ quân phía sau núi gặp phải mấy cường giả ngoại lai của đối phương mạnh mẽ chống cự. Bên cạnh thế tử Cổ Hạ hoàng triều, thực lực mấy người ngoại lai đều tương đối cường hãn, không có mười mấy tông sư trở lên căn bản không cách nào ngăn được bọn họ bất cứ một người nào. Không sao, cho dù thực lực bọn họ mạnh hơn, mãnh hổ cũng vẫn là địch không lại bầy sói. Truyền lệnh của ta, liên quân bốn phía tiếp tục đẩy mạnh về phía trước không cần trợ giúp bất kỳ hình thức nào của chiến trường khác, chỉ cần mỗi người các ngươi dốc hết toàn lực đả thông phương hướng các ngươi phụ trách, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần một trận chiến này, chúng ta có thể diệt sạch hoàng triều cổ hạ, mỗi người các ngươi ở đây đều sẽ trọng thường. Tôn lệnh, 753, chương thứ 77 chương lão đại thể nghiệp, ngũ đại hoàng triều về phía tây chiến trường Bình Nguyên, Vân Thiên Quan. Địa thế nơi này 10 phần đặc thù, cũng là một chỗ quan trọng nhất. Trận doanh cổ hạ hoàng ở chỗ chân núi thấp bé, bởi vậy phòng thủ 10 phần khó khăn. Mà người nhận mệnh lệnh của đại nguyên soái liên quân tiến công chiến trường phía tây này, chính là năm đại danh tướng của Lưu Vân Hoàng Triều. Cùng thịnh sư huynh, mệnh lệnh của đại nguyên soái đã theo vào, chúng ta có nên lập tức phát động tổng công hay không? Hai phe mặc dù tổng binh lực ngang nhau, đều chỉ có hơn hai vạn người, nhưng chúng ta chiếm cứ ưu thế thiên thời địa lợi, nếu như cường ngạnh tiến công, hẳn là cũng có thể thu hoạch hiệu quả rõ ràng, như vậy, phương diện liên quân tứ đại hoàng triều, công đầu nhất định là của chúng ta. Người mở miệng tên là Đồng Y, chính là nữ tướng duy nhất trong ngũ đại danh tướng của Lưu Vân Hoàng Triều, cũng là tồn tại đứng đầu trong toàn bộ nữ tử trong chiến trường Hoàng Triều. Lúc này, nàng đang mở miệng chỉ điểm năm vị tướng thủ lĩnh đại danh này, cũng là thống soái tối cao của toàn bộ minh quân Lưu Vân đế quốc mấy vạn người cùng thịnh. Không vội, chiến trường dụng binh cùng so đấu thực lực không phải là một khái niệm, chúng ta phải dùng tổn thất nhỏ nhất đổi lấy thắng lợi lớn nhất, đây mới là việc chúng ta phải làm. Lần này chúng ta đã chiếm cứ trí cao điểm, muốn làm gì bọn họ cũng được, cho nên chúng ta có thể chậm rãi tiến công, căn bản không cần sốt ruột. Cùng lời nói vừa dứt, từ trên cao quan sát chiến trường phía dưới, lộ ra một nụ cười chiêu tức. Xem ra, phía cổ hạ hoàng triều còn chưa từ bỏ ý định, lúc trước chúng ta đã dễ dàng tiêu diệt 5.000 người, lúc này lại lấy ra 500 người dám ra đây đội chết, nếu đã như vậy, chúng ta hãy cho bọn họ nếm thử ngon ngọt. Đồng Thịnh nói xong, lập tức phân phó thủ hạ, liên tiếp chuẩn bị ra ba khối đá núi to lớn đường kính hơn 10 mét. Tảng đá như vậy lăn xuống phía dưới đường núi, đội ngũ nghiền diệt mấy trăm người quả thực dễ như trở bàn tay. Tiếc núi chính là, phía tây chiến trường cổ hạ Hoàng Triều, những chiến sĩ kia căn bản không thể đạt được tầm nhìn rõ ràng nhất, không rõ trận doanh quân địch là loại tình huống gì, thậm chí ngay cả bọn họ chuẩn bị thế nào cũng không rõ, tất cả đều kiên trì chống đỡ đến bây giờ. Sau khi 500 người này tạo dựng xong, thị vệ trưởng ra lệnh một tiếng, 500 người bắt đầu khởi xướng công kích trên đường núi độ núi cao Vân Thiên Quan vượt qua 45 độ, đồng thời cũng cố gắng hết sức điều tra ra một ít tình báo hữu dụng. Chỉ là bọn họ nằm mơ cũng không ngờ tới, khi bọn họ nhảy vào sơn đạo một khắc nào đó, vận mệnh của tất cả mọi người đã định trước, loại thao tác lung tung không có tầm nhìn này, chỉ có thể gia tăng tốc độ diệt vong của bọn họ. Ngoan thạch to lớn bị mười mấy tu sĩ đến từ phương diện Lưu Vân Hoàng Triều dơ lên cao, bên này đã chuẩn bị xong ứng đối tiếng vó ngựa không ngừng ở trong đường núi dần dần tới gần cùng nở ra nụ cười lạnh như băng đập ầm 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 ngoan thạch to lớn theo hắn ra lệnh một tiếng được mười mấy cường giả kia lợi dụng lực lượng nguyên thủy đưa lên giữa đường núi sau đó thuận theo đường vòng cung dốc đứng này tự động lăn xuống ông trời ơi các ngươi nhìn xem đó là cái gì vậy các binh sĩ cổ hạ hoàng chiều cưỡi ngựa chạy phía trước nhất phát hiện có gì đó không đúng vội vàng quay đầu ngựa chạy như bay xuống đáng tiếc cuối cùng là không kịp mắt thấy ngoan thạch to lớn sắp đem tất cả bọn họ nghiền nát. Hư, chỉ bằng một tảng đá, đã muốn nuốt trừng tính mạng mấy trăm binh sĩ chúng ta, các ngươi là đang si tâm vọng tưởng. Cuối vân thiên, một đạo quang ảnh nhanh chóng hiển hiện, chính là tên long khôn kia, cả người nằm ngang trước tảng đá lớn này, bỗng nhiên đẩy hai tay ra, ngăn trở động tác ngoan thạch to lớn không gì sánh được này. Đi mau, long khôn cắn chặt răng, trong lòng bàn tay không ngừng hiện ra ngọn lửa cực nóng, rõ ràng là đang mượn nhờ lực lượng huyết mạch phượng hoàng cường đại trong cơ thể chống lại viên ngoan thạch này các chiến sĩ cổ hạ hoàng triều trong lòng giật mình nhìn một mình long khôn một người giữ quan ải sau lưng đều dâng lên vô tận cảm kích nhưng bọn họ cũng rõ ràng hiện tại trận chiến này đối với toàn bộ cổ hạ hoàng triều mà nói đã là một trận kiếp nạn cường độ đã vượt qua cực hạn chống cự của các chiến sĩ này cho dù bọn họ mỗi người lại quên cả sống chết sông tới như thế nào kết cục cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi gì rút lui, người thủ lĩnh trong 500 chiến sĩ kia phát ra một tiếng gào thét, mang theo sự cảm kích cuối cùng nhìn Long Khôn một cái, liền mang theo các thủ hạ chiến sĩ nhanh chóng đánh ngựa lao ra khỏi vòng vây cự thạch này. Hay a, à, hai tay Long Khôn nóng rực không ngừng bộc phát ra hỏa diễm, đây đã là hắn dốc hết toàn lực thể hiện ra cực hạn thực lực, bất đắc dĩ khối ngoan thạch này căn bản không phải là một khối đá bình thường, hơn nữa phía trên còn ngưng tụ ra ba động lực lượng nguyên thủy không kém. A, à, lại là mấy người từ bên ngoài đến giúp đỡ thế tử, chẳng trách chúng ta một tảng đá lớn như vậy đều bị ngăn cản lại, mấy người ngoại lai kia thật sự là đáng chết. Năm đại danh tướng phía sau một thân chiến giáp màu đen quấn quanh thân mơ hồ mở miệng, sắc mặt lạnh như băng đến cực điểm. Không sao, nếu bọn họ vẫn còn có niềm tin chiến đấu, vậy để bọn họ trải qua một lần tuyệt vọng đi, đồng quang. Một phương lãnh tụ Lưu Vân Hoàng Triều cùng cười lạnh như băng, rốt cuộc hạ đạt mệnh lệnh cho phó thống soái bên cạnh này. Sát tâm bộc lộ ra đồng quang không chút do dự, dưới khố trong nháy mắt huyễn hóa ra một con liệt hỏa chiến mã toàn thân đen xì, một đường chạy như điên, lao xuống khu vực sườn dốc này. Tiểu tử, ta thật muốn nhìn xem, ngươi làm sao có thể chống đỡ được lực lượng của cự thạch này. Tiếng la hùng hậu từ đỉnh đầu rội xuống, không đợi long khôn phản ứng, đồng tử ánh sáng này đã phóng người cùng ngựa lên, trùng trùng điệp điệp đánh ra một cỗ khí kình lên phía trên cự thạch. Lực lượng nguyên thủy song khí xoay cùng mở ra, thực lực phân quang tăng cường trên diện rộng, vẻn vẹn là dưới một kích, cự thạch được ban cho lực vạn quân, khó khăn là lúc này một mình Long Khôn có thể chống lại. Ầm ầm ầm, tiếng lực lượng cuồng mãnh bạo phát ra nhanh chóng khuếch tán ra, Long Khôn nguyên bản cùng cự thạch tương đối cân bằng lần nữa bị cưỡng ép cải biến. Dưới chân cấp tốc hướng xuống sườn dốc, Long Khôn vẫn không có buông tha, hắn nhất định phải tranh thủ cho những huynh đệ đang chạy trốn phía dưới đủ thời gian rút lui. Phượng Hoàng Đồ đằng ngưng tụ ra, lực lượng hỏa diễm sáng chói hoàn toàn bao phủ toàn bộ cự thạch. Dưới chân Long Khôn không ngừng đánh trượt xuống dưới, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có ý niệm buông tha xuất hiện trong đầu. Giờ khắc này, khi hắn đem hết toàn lực muốn bảo vệ một cái hứa hẹn, Long Khôn nghênh đòn ý nghĩa lột xác và trưởng thành của bản thân. Giữ lại cho ta, Long Khôn triệt để nổi giận, cắn chặt hàm răng, trong con ngươi vô cùng vô tận hỏa diễm màu đỏ hoàn toàn bộc phát. Tất cả lực lượng tinh hoa xây ở trong cơ thể hắn, tựa hồ trong nháy mắt này, dưới sự tranh chấp của ngoan thạch to lớn này bộc phát ra. Rất nhanh, tảng đá chẳng những không tiếp tục trượt xuống phía dưới, đúng là dưới lực lượng bạo tẩu của Long Khôn, ngược lại không ngừng lăn về phía trước. Cái gì, vậy mà, tên khốn kia lại, triệt để gỡ bỏ sức mạnh nguyên thủy của ta. 754, chương 74 bạo tẩu Long Khôn, Vân Quang không tin, lúc nhìn thấy một kích bộc phát của mình cũng không có hiệu quả như dự đoán, ra hỏa này phảng phất như đang đánh cược với mình, lần nữa bay lên không, dưới con hắc mã màu đen dưới khố gánh chịu, hai độ tới gần ngoan thạch to lớn này. Chỉ là lần này, Vân Quang lại phát hiện, chung quanh cự thạch này tản mát ra nhiệt độ đáng sợ đến cực điểm. Không xong, lực lượng hỏa diễm này, vân quang cẩn thận, nhanh trở về. Đám người đồng thịnh đỉnh phong này nhao nhao mở miệng la lên, bởi vì từ góc nhìn xuống của bọn họ thình lình phát hiện, lúc này trạng thái long khôn thập phần đặc thù. Thật không biết, long khôn đã hoàn toàn bộc phát tất cả nội tình tích góp trong cơ thể từ lâu, hắn đã có được tư cách chạm đến thiên đạo. Uy lực ngọn lửa còn đang bạo phát, long khôn giống như đột nhiên bạo tẩu, đẩy một khối cự thạch này điên cuồng chạy lên, đẩy cự thạch này về phía đỉnh điểm 45 độ lơ lửng này. Đây cũng không phải chuyện dễ dàng làm được, nhưng Long Khôn lại dùng hành động và lực lượng của mình, viết nhạc phổ biến thuộc về vinh quang của mình. Những nơi tảng đá lớn đi qua, mặt đất đã hóa thành một mảnh cháy đen, hỏa diếm cực nóng, đang lặng yên không một tiếng động trở thành lực lượng của chiến trường Tây này. Ta cũng muốn nhìn xem, hôm nay chiến trường phía Tây này, ai còn dám đứng ở trước mặt Long Khôn ta. Long Khôn điên cuồng giống giận, thanh âm này giống như tiếng phượng hót rung động bát hoang, nghiễm nhiên đem toàn bộ cục diện khống chế ở trong tay mình. Lão đại, làm sao bây giờ? Gia hỏa này giống như, bạo tẩu rồi, dù sao đồng thịnh kiến thức rộng rãi, rất nhanh liền làm ra phán đoán chính xác nhất. Hiện tại hắn giống như một dây cung căng thẳng, áp lực cực hạn bức ra toàn bộ thực lực của hắn, bởi vậy nếu chúng ta chính diện chống lại hắn, hẳn là không có chút phần thắng nào. Nam hài bộ dáng như trẻ con bên cạnh đang chớp chớp mắt đồng ca mở miệng, vậy lão đại, kế tiếp chúng ta nên làm gì đối phó đây? Rất đơn giản, làm cho dây đàn căng chặt này của hắn buông lỏng, chính là biện pháp tốt nhất để nhắm vào hắn. Thi triển phong ấn pháp trận, lời nói này vừa rơi xuống đất, cùng theo đó lập tức rút tay lên bắt quyết liên tục, bắt đầu lợi dụng lực lượng không gian chung quanh, quấy nhiễu nguyên tố trình độ thi pháp của Long Khôn lần này. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, nguyên tố lực càng cường đại, lúc chạm đến hỏa diễm quanh người Long Khôn, lại càng nhanh chóng bị diệt phong. Làm sao bây giờ, thủ lĩnh, Gia hỏa này giống như là phát điên, hỏa diễm của hắn quá mạnh. Chẳng lẽ đây là thực lực của người thừa kế Phượng Hoàng nhất mạch? Quá khoa trương rồi, đồng y cao mày, đột nhiên lấy ra một cây sáo ngọc màu lam băng, không ngừng thổi về tảng đá cực nóng phía dưới này, giai điệu tươi đẹp như là tiếp dẫn trong gió, không ngừng tập trung nguyên tố lực bốn phương tám hướng vào giữa chiến trường, chống lại ngọn lửa của Long Khôn. Ha ha ha, ta thật muốn xem, hôm nay ai trong các người có thể ngăn được ta? Long Khôn giống như hỏa thần cái thế, không ngừng đẩy nhanh tốc độ đồng thời khí thức hỏa diễm của hắn cũng đã vây quanh toàn bộ khối ngoan thạch to lớn này không ai có thể ngăn cản tiếng hò hét của hắn cùng với bước chân của hắn tiến tới thằng điên đây mẹ nó nhất định là tên điên a ánh mắt đồng thịnh càng thêm băng lãnh phất phất tay về phía sau lưng lần này cùng ánh sáng cùng ca ca cùng tay xuất thủ trợ giúp đồng y cùng một chỗ ngăn cản khối cự thạch cháy rừng rực này một mình đối kháng với ba đại lực lượng nguyên thủy đỉnh cấp của lưu vân hoàng triều đây tuyệt đối là một trận chiến giữa Long Khôn đến Nay Thức Trình Bi. Phải biết rằng, ba tên trước mặt này, tuyệt đối đều là nhất đẳng cao thủ thần cấp, lấy thân thể chưa thành thần đồng thời đối kháng ba đại thần cấp, Long Khôn dĩ nhiên đã đổi mới kỷ lục chiến đấu của mình trước nay chưa từng có. Ha ha ha, tốt, đến tốt, cuối cùng ta đã hiểu, lão đại vì sao nóng lòng tìm đối thủ mạnh hơn cho mình như vậy, cho mình áp lực chân chính, mới có thể điều động lên loại nhiệt huyết chiến đấu này, đạt được sự tăng lên chân chính. Lúc này ta liền bắt ba người các ngươi làm đá kê chân. Long khôn gầm lên giận dữ, đồ hình phượng hoàng sau lưng bay lên trời, dưới sự dẫn dắt của tinh thần lực của hắn, nhanh chóng tập trung vào ba đại danh túc trước mặt, không ngừng phun ra phượng hoàng hỏa diễm cực nóng, tấn công mạnh mẽ về phía ba người. Mà nguyên thủy lực lượng của ba người này đều tác dụng lên mặt ngoài cự thạch, căn bản không có đủ lực lượng để chống cự ngọn lửa này. Không xong, nhiệt độ của ngọn lửa này quá cao, thân thể ta căn bản không cách nào chống cự được thời gian dài, làm sao bây giờ? con ngựa đen bên dưới khố cũng đã bị đốt cháy không thấy lông tóc lúc này hắn đau khổ trèo trống có thể sụp đổ bất cứ lúc nào toàn lực tấn công cự thạch này chỉ có thể dựa vào lực lượng của hòn đá đánh tan đối thủ nếu không chúng ta không có cơ hội thắng vân ca mặc dù chỉ là bộ dáng trẻ con nhưng không thể không nói tiểu gia hỏa này trời sinh đã có được lãnh tụ mới có thể mở miệng nói ra một phen bố cục như vậy đúng là không tranh lệch như vậy ầm 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 quả nhiên ba người tập trung toàn lực tấn công cự thạch cuối cùng lại một lần nữa ngăn cản cự thạch đẩy tới, cũng khiến tiết tấu tiến công không ai bị nổi long khôn bị cưỡng chế tạm dừng. Nổ cho ta, long khôn giận dữ ngút trời, ngừng tụ chân hỏa phượng hoàng vô cùng cường đại của mình, trực tiếp đánh cho tảng đá lớn phạm vi mấy chục thước trước mặt thành phấn vụn. Theo khối môi giới truyền lại lực lượng này biến mất, long khôn lông tóc không tổn hao gì, mà ba đại danh túc đồng thời bay ngược ra ngoài mấy chục thước, cùng nữ tướng kia bởi vì chủ tu tinh thần lực, cường độ thân thể cũng không phải quá xuất chúng, giờ phút này cũng bị long khôn trải qua biến dị phượng hoàng hỏa thiêu đốt tạm thời mất đi năng lực chiến đấu ha ha chỉ chút thủ đoạn như vậy cũng xứng kêu gào ở trước mặt ta không biết tự lượng sức mình long khôn cười lạnh đột nhiên một cước nổ ra ngọn lửa trên người thiêu đốt đến cực điểm lực lượng kinh khủng không ngừng phát tiết tựa hồ cũng rất nhanh đạt tới cực hạn chứa đựng thân thể long khôn rốt cuộc tại thời khắc này hắn cũng hiểu được dụng tâm tốt của từ dương nguyên lai like, từ dương đã sớm biết hạn mức cao nhất của long khôn ở mức nào sở dĩ để hắn tận lực tránh chiến, theo đó nằm thắng ôm đùi mình, chính là lo lắng hắn không cách nào khống chế được lực lượng phượng hoàng cuồng bạo cỡ nào trong cơ thể mình. Cho rằng nguồn lực lượng này, vốn chỉ có cường độ thân thể cấp thần thú mới có thể chịu được. Lúc trước hắn thu hoạch được máu phượng hoàng, vốn là một chuyện vô cùng nguy hiểm, nếu không có thần của phượng hoàng tự mình chỉ đạo, chỉ sợ Long Khôn sẽ bạo thể mà chết. Những năm này, từ dương một mực để cho Long Khôn thôn vệ các loại tài nguyên cường hóa nội tình, chính là vì để hắn gánh vác huyết mạch phượng hoàng có tư bản đủ khống chế cỗ năng lượng này mà hôm nay sau khi tắm rửa qua thần nguyên cát bằng lưu lại long khôn rốt cuộc có vốn liếng sánh vai với thần lúc này cỗ lực lượng hỏa diễm tùy ý thiêu đốt này đem long khôn bước ra một bước này ý nguyện triệt để nhen lửa hắn chính là muốn hoàn thành hành động chứng đạo ở vân thiên quan này hoàn thành việc chứng đạo của mình không cần chờ nữa ta đã đợi quá nhiều năm hiện tại đi long khôn từ xưa đến nay nỉ non một tiếng chậm rãi nhắm hai mắt lại, sâu trong nội tâm cũng lâm vào trong yên tĩnh trước nay chưa từng có. 755, chương 77 thành tựu thần của Phượng Hoàng Chi Thần, hắn, hắn muốn làm gì? Ba người gần Long Khôn nhất, bản năng bắt đầu luống cuống, bởi vì một khắc Long Khôn nhắm mắt lại, thân thể của hắn tự tản mát ra loại chấn động khí tức vô cùng cường đại kia, là bọn họ xưa nay chưa từng nhìn thấy qua. Nếu phán đoán của ta không sai, đây có lẽ là tu sĩ hệ thống chư thiên thế giới, phá kén thành bướm, thời khắc chứng đạo thành thần, tên là Vấn Thiên. Đồng y từ bỏ động tác thổi sáo, cứ như vậy khiếp sợ nhìn chằm chằm vô hạn long khôn trong hư không tiếp cận đỉnh vân, những người khác cũng đều nhao nhao dừng động tác lại nhìn lên đầu. Trời đất ơi, các người xem, đó là, long khôn các hạ, hắn làm sao vậy? Không rõ lắm, nhưng ta biết, hiện tại hắn, có lẽ là bộ dáng cường đại nhất. Trong vân thiên chiến trường, 500 chiến sĩ vừa mới được long khôn cứu vớt, đều đang dụng tâm cầu nguyện cho long khôn. Đúng lúc này, trong vòng trời minh mông, một đồ đăng phượng hoàng cực nóng không gì sánh kịp chậm rãi hiển hiện, là do vô số mây ngưng tụ ra hình thái đồ đằng che khuất bầu trời, mỹ lệ tuyệt luân. Theo sát, Long Khôn dưới sự thừa nhận của đồ đăng phượng hoàng bay lên không trung, phảng phất như giờ khắc này, toàn bộ trên không chiến trường bình nguyên phía ngoài vô nguyệt thiên, hắn chính là nhân vật chính duy nhất. Chuyện gì xảy ra vậy? Lúc này ba người Từ Dương đang nhanh chóng chạy tới chủ chiến trường, cũng không nhịn được ngừng bước chân giữa không trung ngừng lại nhìn xem buổi thịnh yến thị giác không gì sánh kịp lúc này. Phượng Hoàng Vu Phi, hẳn là Long Khôn muốn hỏi thiên chứng đạo rồi. Tiểu Hoa kích động mở miệng, cảnh tượng này nàng cũng không xa lạ gì, nhưng hiện tại mỗi lần nhớ lại hình ảnh mình chứng đạo lúc trước, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Không tốt, chung quanh hắn có lẽ là chiến trường phía Tây, ta lo lắng sẽ có người quấy nhiễu hắn, chúng ta lập tức đi qua hộ pháp cho hắn. Hắn là người đầu tiên trong đoàn đội của ta tận mắt chứng đạo, nhất định không thể để cho hắn gặp chuyện gì, từ dương nói xong, dưới sự hộ tống của hai đại nữ thần lập tức xuất hiện, đi tới chung quanh chiến trường phía Tây. Cùng lúc đó, chung quanh thân thể long khôn, các loại đạo Pháp chư thiên màu sắc nhanh chóng ngưng tụ, minh văn vô cùng vô tận, lấy hình thái quỷ bí không thể nhìn thấy tràn vào trong đầu của hắn. Mà trước mặt hắn, cũng xuất hiện một đề thi đến từ chư thiên. Phạm nhân, người muốn chứng đạo thành tiên, vậy thì thể hiện ra lực lượng cường đại nhất của ngươi, chứng minh ngươi có tư cách và thực lực như vậy đi thanh âm như vậy trong đầu chậm rãi quanh quẩn, Long Khôn giống như đã hoàn toàn hiểu ra, biết nên làm như thế nào rồi. Sau một khắc, hắn bình tâm tĩnh khí thu liếm tất cả khí tức, cứ như vậy khoanh chân ngồi ở hư không, để linh hồn của mình thoát ly thân thể, đối mặt với thử thách của chư thiên. Ngay lúc này, năm người chúng ta hợp lực ra tay, nhân lúc hắn ở giai đoạn yếu nhất mà phát động tấn công trí mạng với hắn, chỉ cần thành công, Tây Chiến Trường không còn ai có thể ngăn cản chúng ta. Người mở miệng nói lời này chính là Cùng Thịnh, là quân đội lãnh tụ bên phía Lưu Vân Hoàng Triều, chỉ cần có thể chinh phục đối thủ của mình, hắn tình nguyện không từ thủ đoạn. Năm đạo quang ảnh đồng thời phóng lên cao, bay về phía Long Khôn đang khoanh chân nhập định. Những người khác trong chiến trường, Linh Giao Sư Lăng Vân cũng đều chú ý tới một màn nguy hiểm này, đáng tiếc bọn họ đều cách quá xa, căn bản không có cách nào trợ giúp chiến trường trước tiên. Tên Long Khôn kia cũng quá kích động, trong lúc nhất thời cũng không có chuẩn bị nhiều hơn, thật tình không biết hắn, chính là giai đoạn yếu nhất, phán đoán của cùng thịnh kia cũng không sai chỉ cần thừa dịp mắt xanh này làm bản thể long khôn trọng thương để hắn hỏi ý trời thất bại như vậy đời này long khôn cũng đừng nghĩ đến ngưng tụ thần cách con đường tu luyện đi đến chỗ cao hơn cũng sẽ im bặt dừng lại vốn lần này từ dương trở về muốn cho đám thủ hạ của mình thống nhất vấn thiên tiến hành chuẩn bị không nghĩ tới long khôn sớm đã chạm đến cực hạn này cũng không cách nào tới đây nữa ha 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 tiểu tử người trung quy vẫn là kinh nghiệm không đủ dám ở trong chiến trường hỏi trời, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thần khí màu xanh trong tay đồng thịnh đã sớm bay ra, thẳng đến mi tâm long khôn. Mắt thấy thần khí này sắp xuyên qua thân thể long khôn, một đạo khí mang vô cùng mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện, hình thành một lồng ánh sáng bảo vệ cường đại, bảo vệ long khôn hoàn mỹ trong đó. Khí tức người này cường đại, thậm chí ngay cả ba động nguyên tố chung quanh không gian đều không thể nhận biết, thực lực thấp một chút, thậm chí ngay cả lồng sáng năng lượng thông thấu ở bên ngoài này cũng không thể khóa chặt, Tại sao lại như vậy? Năm người cùng thịnh sửng sốt, nhưng cũng trong nháy mắt tiếp theo, từ dương quân xuất hiện, lấy tư thái như thần biến ảo ra, toàn bộ chiến trường bình nguyên đều nhìn thấy rõ ràng, từ dương cứ như vậy sắc mặt bình tĩnh nghiền diệt cùng thịnh thủ hộ, nắm chặt thanh thần khí này trong lòng bàn tay. Ông trời ơi, hắn, hắn vậy mà có thể đem thanh thần khí tay không bóp nát. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, trước mặt giống như chuột chết, khó tin nhìn chầm chằm vào từ dương. Người làm sao làm được, từ dương mỉm cười, người hoàn toàn không biết gì về sức mạnh, phế vật, dám động đến huynh đệ của ta, chết đi. Đại thủ vung lên, lục đạo khí xoáy trong cơ thể từ dương đồng thời mở ra, chỉ một bàn tay đã hút đồng thịnh này vào trong lòng bàn tay của mình, hung hăng bóp chặt cổ của hắn. Thả lão đại chúng ta ra, đám người đồng y nhau nhau giống giận lên, lúng túng chính là, bọn họ phẫn nộ, đổi lại chỉ là thống khổ cùng chết đi càng thêm bi thảm hơn mà thôi. Cọt kẹt t.ttt tiếng xương băng liệt quanh quẩn ra, cùng thịnh cứ như vậy bị bóp thành phấn, từ đầu đến cuối, đều không thể dẫy dụa trước mặt từ dương một chút nào. Tiếp theo, đến phiên ngươi, kết quả là, hai vạn binh sĩ Lưu Vân Hoàng Triều Vân Thiên Chiến Trường, cứ như vậy ngửa đầu, tận mắt nhìn thấy năm đại Hoàng Triều danh tướng mà mình sùng bái nhất, một đám giống như gà con, bị từ dương lần lượt nghiền nát, ngay cả xương cốt cũng không còn. A à Dương, những binh sĩ Lưu Vân Hoàng Triều này nên xử trí như thế nào? Thanh âm đế Tây Ti của nữ đế Y truyền đến trong đầu Từ Dương. Giết một tên cũng không lưu lại. Hiện tại Y Tây Ti công pháp khát máu nhất, Từ Dương cũng suy nghĩ đến vấn đề này mới giao nhiệm vụ này cho nha đầu này. Rất nhanh, thân ảnh Việt Mỹ Y Tây Ti nếu như một cơn ác mộng màu đen lặng yên không một tiếng động đi tới đỉnh đầu các binh sĩ Lưu Vân Hoàng Triều. mệnh lệnh của vương đã hạ xuống, tất cả mọi người đều phải chết. Quang ảnh màu máu to lớn trống rỗng hiện lên, nhanh chóng bao phủ trên đỉnh đầu mỗi một chiến trường binh sĩ điên cuồng cắn nuốt linh hồn bản nguyên của bọn họ. Sau đó, lượng lớn lực lượng nguyên thủy phong bế tinh hoa, cũng theo lực lượng huyết dịch áp xúc, cuối cùng tan vào trong cơ thể y tây ti. Tuy nha đầu này chỉ có một luồng khí xoáy, nhưng công pháp nàng tu luyện có thể cung cấp cho nàng tốc độ cực hạn, mặt khác là nàng có đủ năng lực thông qua thôn vệ để đạt được phong nguyên tinh hoa. 756, chương thứ 776 tiến quân vào đông chiến trường. Chỉ một lát sau, toàn bộ chiến trường Vân Thiên Tây đã là máu chảy thành sông, Y tây một phen thao tác, phát ra tác dụng giết gà dọa khỉ hoàn mỹ, để cho mỗi một chiến sĩ liên minh quân Tam Đại Hoàng triều khác trong lòng để lại một làn sương mù không thể xóa nhòa. Ông trời ơi, mấy tên kia cũng thật đáng sợ sao? Cổ hạ hoàng triều thế tử mời tới mấy tên tu sĩ chư thiên kia, quả thực còn kinh khủng hơn so với những thần kia của thần giới. Lời nói và nhận thức như vậy nhanh chóng lan tràn điên cuồng trong doanh trại liên minh, thế cho nên hệ thống liên minh vốn vừa được thần sứ Nguyên Soái kia xây dựng lên Chính vì ba người Từ Dương đột nhiên xuất hiện mà sụp đổ, lòng chiến lực mấy chục vạn liên minh quân tan rã, tiết tấu tiến công của mấy phần lớn chiến trường khác đều bởi tình huống chiến trường phía Tây đột nhiên xảy ra, bị ép kết thúc. Nguyên Soái, bây giờ chúng ta nên làm gì? Nghe nói tên Từ Dương kia vừa mới trực tiếp bóp nát toàn bộ lực lượng liên minh của Lưu Vân hoàng triều, hiện tại chúng ta chỉ còn lại ba chi quân đội. Thần sứ Nguyên Soái lạnh lùng cười một tiếng, sợ cái gì? Nội tình chân chính của trưởng lão còn chưa xuất động, Đặc sứ thần giới phái xuống cũng còn chưa chạy tới, các ngươi đã bắt đầu hoảng rồi. Bọn họ cường đại hơn nữa, cũng chỉ là mấy người, mà các ngươi đều không phải phế vật không có chút tác dụng nào. Tập kết lực lượng nguyên thủy của tất cả mọi người, đủ để tiêu diệt bọn họ trăm ngàn lần. Trong lúc thần sứ nói chuyện mang theo loại uy nghiêm không thể kháng cự kia, triệt để chinh phục các chiến sĩ liên minh quân này, bọn họ thậm chí không dám nhiều lời một chữ, chỉ có thể khuất phục dưới loại uy nghiêm này. Truyền lệnh Ba chiến trường Đông Nam Bắc tiếp tục tiến công, cho dù chiến trường phía Tây xuất hiện tình huống, cũng không cần những người khác trợ giúp, làm tốt việc mình nên làm cho mình. Mệnh lệnh của thần sứ Nguyên Soái, đương nhiên cũng đều truyền đi mất trong đội ngũ Tam Đại Hoàng triều khác, để cho các chiến sĩ này toàn bộ nghe được. Trên thực tế, lời này của hắn cũng chính là nói cho những người này nghe, chỉ có sâu trong nội tâm không sinh ra tâm tình sợ hãi, mới có thể đánh đầu thắng đó, thật sự bán mạng cho thần tộc. Cùng lúc đó, Long Khôn hỏi Thiên chiến trường chỗ Từ Dương đã khôi phục lại bình tĩnh. Không còn bất cứ lực lượng nào dám ngăn cản Long Khôn hỏi thiên chứng đạo. Rất nhanh, linh hồn bản nguyên Long Khôn, dưới sự gia trì tẩy lễ của chư thiên pháp tắc, cuối cùng hoàn toàn nguyễn hóa thành đồ đằng bất hủ Phượng Hoàng. Cũng chính là từ thời khắc này, Long Khôn chân chính bay bổng thành Phượng Hoàng thần. Trong nháy mắt khi hắn thông qua khảo nghiệm vấn thiên, vạn đạo minh văn chư thiên điên cuồng dung nhập vào bên trong bản nguyên thân hắn, ở mi tâm hắn ngưng tụ năng lượng thiên địa vô cùng vô tận cuối cùng huyễn hóa ra một viên đá quý hình thoi hoàn mỹ. Mà dấu ấn hình bảo thạch này, chính là thần cách hoàn mỹ của Long Khôn Phượng Hoàng Thần. Hai mắt lần nữa mở ra, chung quanh thân thể Long Khôn, phóng xuất ra khí tức Phượng Hoàng lĩnh vực uy áp thần cấp, thiêu đốt ra hỏa diễm màu đỏ vô cùng vô tận. Sau khi thành thần, khí tràng của gia hỏa này và lúc trước có biến hóa Long Trời lở đất, trong lúc giơ tay nhấc chân đều phải nhiều hơn một vòng ung dung. Lão đại, ta thành công rồi. Sau khi thu liếm lại tất cả khí tức, Long Khôn là người đầu tiên đi tới bên người Từ Dương, ôm chặt lấy hắn. Có thể có ngày hôm nay, Long Khôn từ một lão sư phế vật của thư viện, thậm chí là một người bình thường mặc cho người không có nhà để bắt nạt, trưởng thành là phượng hoàng thần hiện tại, một tồn tại có thể làm chủ cấp tín ngưỡng vô thượng của ba ngàn đạo châu, tất cả đều là do Từ Dương ban tặng. Không có Từ Dương, đương nhiên cũng không có Thiên Khôn ngày hôm nay. Ta từng nói qua không chỉ một lần, ngươi là người quan trọng nhất trong cuộc đời ta ngoại trừ bà bà, bà bà chính là phụ mẫu của ta, mà ngươi, chính là đạo sư và tín ngưỡng cả đời của ta. Hôm nay ta hỏi thiên chứng đạo, thành tựu phượng hoàng thần vị, xin cho phép ta cúng bái tín ngưỡng của ta. Long khôn vừa nói xong, liền ngạo nghễ đứng trong hư không, trùng trùng điệp điệp dập đầu ba cái về phía tử dương. Chứng kiến một màn này, từng cường giả đội ngũ tử dương trong chiến trường nhao nhao lệ nóng doanh trướng. Tiểu hoa, nữ đế, sư lăng vân, linh giao, thái sơn, tử cuồng, tóc xám, cùng với mấy ma pháp sư kia thậm chí là đám người thế tử cổ hạ hoàng triều trong lòng mỗi người đều xuất phát từ nội tâm cảm khái thành thần chính là nguyện vọng cuối cùng của mỗi một người bình thường trong thế giới chư thiên hôm nay long khôn dưới sự chứng kiến và chứng kiến của từ dương trở thành người đầu tiên trong đoàn đội từ người bình thường biến thành thần mà con đường trưởng thành của hắn là người bình thường cũng tại thời khắc này tuyên cáo kết thúc hắn tương lai chính là lấy thân phận thần đi theo bên người từ dương mở ra vô tận hành trình sau này huynh đệ Người nhớ kỹ, mặc kệ tương lai chúng ta sẽ đi đến vị trí nào, tình nghĩa giữa chúng ta, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Hai người vỗ tay giữa không chung, sau đó về tới bên cạnh tiểu hoa và nữ đế, sau lưng là mấy ngàn chiến sĩ cổ hạ Hoàng Triều, bọn họ bởi vì tận mắt thấy quá trình toàn bộ, dục vọng chiến đấu cũng tăng vào trước nay chưa từng có. Hiện tại cổ hạ Hoàng Triều ta có mấy vị trợ giúp, nhất định có thể thắng lợi, quét ngang ngàn quân. Nhìn bộ dáng các chiến sĩ lần này, từ dương thỏa mãn gật gật đầu, lòng khôn, Ngươi lập tức mang theo những chiến sĩ này đã thông chiến trường phía Tây, thẳng đến khu vực Bình Nguyên, ta sẽ mang theo những người khác, ở nơi đó cùng ngươi hội hợp, nơi đó mới là khu vực cuối cùng của chúng ta và thế lực tứ đại Hoàng Triều khác làm gãy. Tuân Lệnh, Phượng Hoàng Thần Đích Thân dẫn quân, đại quân cổ hạ chiến trường phát động phản công cường thế. Cùng lúc đó, Tử Cuồng và Lão Tinh Tinh Thái Sơn, cùng với sáu Pháp Sư ở chiến trường phía Đông, cũng theo sau khi Long Khôn Vấn Thiên kết thúc, tiết tấu chiến tranh sau đó được mở ra. Chiến trường phía đông xâm lấn chính là tinh Hoàng Triều trong ngũ đại Hoàng Triều. Nữ tử mạch này tu sĩ rất nhiều, nhưng mỗi một người đều đã bị huấn luyện thành ác ma giết người không chớp mắt, thân pháp những nữ nhân này thập phần linh động, thời điểm gạt bỏ các chiến sĩ cổ hạ Hoàng Triều, lại ngay cả con mắt cũng sẽ không nháy một cái. Đáng sợ hơn chính là, trên thân những nữ nhân này tựa như có một loại ma lực hết sức đặc thù, sau khi tiếp xúc gần người các chiến sĩ cổ hạ Hoàng Triều, có thể ở trong thời gian cực đoan phóng xuất ra một cỗ khí thức đặc thù, để khí xoáy trong cơ thể các chiến sĩ trong thời gian ngắn triệt để mất đi hiệu quả. Loại công pháp lực lượng nguyên thủy này, ngay cả Từ Dương cũng chưa từng nghe thấy. Nghĩ lại cũng là một loại công pháp nguyên thủy độc đáo do những tu luyện giả này tự sáng lập ra. Lúc Từ Dương đến đây, lão Tinh Tinh và Tử Cuồng đã bị hơn 300 nữ chiến sĩ vây quanh. Thời điểm nhìn thấy một màn này, ngay cả Từ Dương cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Ông trời ơi, hơn 300 cái vòng nữ đá hai người các ngươi, thật đúng là diễm phúc không cạn a. Thái Sơn bất đắc dĩ, lão đại, người cũng đừng có chế nhạo chúng ta, những bà nương này đều giống như người điên, căn bản không phải dễ chọc. Hai người chúng ta đều bị một loại trận pháp bao vây, người cẩn thận một chút. Vừa nghe đến hai chữ trận pháp, Từ Dương lập tức nở nụ cười. Mà thôi, để cho các nàng kiến thức một chút, cái gì mới là trận pháp thật sự. 757, 7 ngàn bạch tinh thứ bảy thần phục, thần phục. Hôm nay Từ Dương xem những phế vật trong chiến trường này như con sâu cái kiến bay lên trời từ trong hư không đạp liên tục bảy bước ngưng tụ ra bảy ngôi sao sáng trói liền thành thất tinh bắt đầu đại trận trong phút chốc toàn bộ thế giới lâm vào bóng tối ánh sáng bị từ dương hoàn toàn che đậy thất tinh đồng thiên lại cũng trở thành nguồn sáng duy nhất giữa thiên địa từng binh sĩ ngẩng đầu nhìn ra xa chiến trường tinh không tất cả đều tự chìm đắm trong thế giới mộng tưởng do từ dương bệnh thành mà trong ảo tưởng không gian bảy luồng khí xoáy trong cơ thể từ dương đồng thời vận chuyển liền hóa thành bảy ngôi sao hư ảo mà xây dựng ngôi sao này, chỉ dẫn linh thể tinh không của chúng sinh sáng tỏ như từ dương, liền thành chúa tể tuyệt đối của toàn bộ thế giới. Khi ngôi sao đi về phía ám diệt, sinh mệnh của các ngươi tương lai cũng đến điểm cuối, cúng bái đi. Trả giá toàn bộ năng lượng cho tín ngưỡng của các ngươi. Nguyên lai, từ dương doanh tạo ra huyến tượng tinh không này, liền là một loại thủ đoạn lấy tín ngưỡng lực độ hấp thu hai vạn chiến sĩ hoàng triều phong nguyên tinh hoa này. Tinh hoa phong nguyên này, chính là nguồn lực lượng duy nhất của các tu sĩ hoàng triều đại lục, khống chế nguồn gốc này, tương đương với tháo xuống vũ khí của bọn họ. Mà ở trong ảo tưởng không gian, tinh thần lực của từ dương tinh thần bao trùm tinh chuẩn tử cuồng và thái sơn cùng mấy pháp sư kia, làm cho bọn họ không bị loại lực lượng điều khiển và ảnh hưởng này. Hiện tại, hai người các người có thể ở trong không gian này, tùy tâm sở dục xử trí những người điên này. Từ dương vừa nói xong, thái sơn kích động không thể khống chế, loại cảm giác này phảng phất như có thêm một chỗ dựa cường đại không gì sánh kịp, lão đại của mình chính là thế giới chúa tể, như vậy mình đương nhiên có thể không kiêng nể gì làm bất cứ chuyện gì ầm um, ầm um, thái sơn vẫn là loại phong cách bình thường nhiễm nhiên là xem những chiến sĩ quân địch cầu nguyện tín ngưỡng này như là bao cắt tùy ý chà đạp hai tay trắng kiện tùy ý vung vẩy mấy lần đối mặt liền hoàn toàn đánh bay mấy trăm nữ thích khách xung quanh mà từ cuồng bên kia thì văn nghệ hơn nhiều chạy đến không muốn bị từ dương bỏ lại quá xa phương diện thực lực tên này cẩn thận quan sát quy tắc vận chuyển của bảy đạo tinh thần khí trên trời một chút mặc dù không nhập môn thanh nguyên khí đạo nhưng Tử Cuồng này lại thuần túy dựa vào sự quan sát và phỏng đoán của mình, tìm được một ít quy tắc nhập môn lực lượng tu hành nguyên thủy, lại có thể chủ động cảm giác sự tồn tại của phong nguyên tinh hoa trong cơ thể. Hành động này của hắn, tự nhiên cũng nhìn thấy trong mắt Từ Dương trưởng khống giả, quả quyết đánh ra một đạo pháp môn tu luyện thanh nguyên khí đạo, tràn vào thế giới linh hồn Tử Cuồng. Ngươi làm gì vậy, là đang bố thí ta sao? Tử Cuồng vẫn không bỏ được tự tôn của hắn, dù sao lúc tên này ra sân có điểm hơi cao một lần có thể sánh ngang với Tử Dương. Nhưng hôm nay, Tử Cuồng hiểu rất rõ, tranh lệch giữa mình và Tử Dương đã càng ngày càng xa, mà hắn tựa hồ cũng có chút xu thế phai mở trước mặt mọi người. Không cần mẫn cảm như vậy, nếu người còn không từ bỏ ý nghĩ năm đó, liền để cho mình trở nên cường đại hơn. Tử Cuồng hư lạnh một tiếng, đương nhiên cũng không làm bộ làm tịch gì nữa, chủ động nghiên cứu công pháp thanh nguyên khí, mà trên thực tế, trong lòng hắn sớm đã buông xuống một phần chấp niệm kia. Hắn hiểu rất rõ, cả đời này chỉ có thể ngước nhìn bóng lưng từ dương. Áp lực của toàn bộ chiến trường Đông Phương, vẻn vẹn chỉ sau nửa canh giờ, đã bị từ dương hoàn toàn hóa giải, mà trong quá trình thất tinh liên thiên huyễn tượng xuất hiện, tất cả mọi người ở các phương hướng khác trên chiến trường đối với tình huống bên này không có bất kỳ cảm giác hay phản hồi gì. Khi màu sắc trên bầu trời một lần nữa khôi phục lại, toàn bộ chiến sĩ bình thường của toàn bộ tinh vẫn hoàng triều nhất mạch đã hoàn toàn ngất đi, tinh hoa phong nguyên trong tế bào trong cơ thể bọn họ đều đã bị từ dương cắn nuốt hết, chứa đựng trong một đạo khí xoáy trong yếu huyệt. Tại sao lại như vậy? Không, nữ tướng tinh vẫn hoàng triều triệt để trợn tròn mắt, vừa rồi nàng cũng lâm vào trong mộng cảnh ngủ say, nhưng tinh thần lực cường đại làm cho nàng sớm thoát khỏi trói buộc của hắc ám, cũng không giống những người khác, lấy phương thức cúng bái tín ngưỡng đánh cực lực phong an nghỉ. Lúc này, nàng trở thành người duy nhất trong chiến trường còn bảo trì tỉnh táo, nhưng cũng chính vì vậy, Nàng tận mắt nhìn thấy cảnh tượng khuất nhục không có lực phản kháng của quân đội mình ngã xuống. Nói cho ta biết, tâm tình của ngươi bây giờ thế nào? Đối mặt đội hình cường đại của đám người Từ Dương, nữ tướng quân một người cưỡi ngựa, đã không chỉ đơn giản là khủng hoảng. Chiến tâm của nàng đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại thống khổ và tuyệt vọng. Ta muốn biết là, ngươi là người của thế giới Chư Thiên, vì sao có thể thi triển lực lượng nguyên thủy cường đại như vậy? Chẳng lẽ đây chính là gia hỏa yếu đuối của hoàng triều cổ hạ kia? khẩn cầu các ngươi che chở phải trả giá lớn sao? Từ dương cười lạnh, chỉ sợ thế tử còn chưa có năng lượng như vậy, ta sẽ không giải đáp nghi vấn này cho ngươi, ngươi chỉ cần hiểu một chuyện, lãnh tụ liên minh quân của các ngươi, là nanh vuốt của chư thiên thần giới chúng ta, tất cả những gì hắn làm, chỉ là đại diện cho thần giới lợi dụng các ngươi mà thôi. Nữ tướng quân cắn chặt răng nắm chặt binh khí trong tay. Chúng ta đã không thể quay đầu lại sao? Không, trên thực tế, từ khi ngươi gặp được chúng ta, người đã định trước ngươi sẽ có nhiều lựa chọn hơn so với những người khác thần phục ở cổ hạ hoàng triều liên hợp tất cả chiến sĩ đại lục nguyên thủy cùng nhau đối kháng thần giới hơn nữa giúp chúng ta đả thông con đường thông tới vô nguyệt thiên đây mới là việc duy nhất các ngươi cần làm nữ tướng quân lập tức động dung thực lực cường đại của từ dương không cho phép nàng mặc kệ nam nhân này nói ra mỗi chữ các binh lính của ngươi đều không vẫn lạc không bao lâu nữa còn có thể khôi phục chiến lực nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải cho ta một câu trả lời rõ ràng dù sao ngươi hẳn là rất rõ ràng sau khi bọn họ thức tỉnh sẽ lấy ta làm tín ngưỡng chỉ cần một câu của ta bọn họ có thể lập tức từ bỏ tất cả của mình là ta ép bọn họ đạp qua thi thể của ngươi đi theo ta hay là ngươi tiếp tục xuất lĩnh bọn họ bỏ bóng bỏ minh ngươi hẳn là đã có đáp án rồi nữ tướng quân ngưng trọng gật đầu ta nghe theo sự sắp xếp của ngươi mặc dù ngươi là người ngoài nhưng ngươi lại dùng lực lượng nguyên thủy chinh phục chúng ta bại bởi ngươi cũng không mất mặt vừa nói xong nữ tướng quân lập tức xoay người xuống ngửa quỳ một chân trên đất thần phục từ dương hoàng triều thủ kịch a kim đoá thần phục các hạ từ dương thỏa mãn gật đầu sau khi chỉnh đốn xong dẫn dắt người của ngươi giết vào chiến trường bình nguyên tụ hợp với đại bộ đội của chúng ta tuân lệnh hai phương chiến trường đông tây đều đã hoàn toàn giải trừ nguy hiểm trước mắt chỉ có hai phần chiến trường nam bắc tình thế vẫn nghiêm trọng như trước lão đại còn chúng ta thì sao mấy người thái sơn và tử cuồng cũng tiến tới Chiến sĩ cổ hạ dẫn dắt đông chiến trường, cùng A Kim Đóa kể vai chiến đấu. Thái Sơn bất đắc dĩ giang tay, vậy cũng được, vốn tưởng rằng chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, có thể theo ngươi cùng đi xem tên Long Khôn kia, hiện tại hắn là thần của Phượng Hoàng chân chính A. Từ dương khẽ cười, mấy người các ngươi cố gắng hơn một chút, tất cả đều cố gắng tìm kiếm cơ hội đột phá của mình, ta muốn khiến tất cả mọi người đều thành thần. 758, Hạo kiếp của chiến trường Trương Bắc thứ 778 Tình huống hai phương chiến trường đông tây đã được Từ Dương giải quyết hoàn toàn, còn lại tình huống hai chi nhánh chiến trường phía nam bắc thì phức tạp hơn nhiều so với chiến trường đông tây. Nguyên nhân rất đơn giản, hai đại hoàng triều công kích hai phương hướng chia ra chiến trường nam bắc, theo thứ tự là Quỷ đạo và Thiên Uy hoàng triều. Quỷ đạo chính là một mạch sức chiến đấu mạnh nhất trong ngũ đại hoàng triều này. Về phần Thiên Uy hoàng triều, là trực tiếp lệ thuộc vào thần giới, mấy trăm năm trước đã bị thần giới khống chế hoàn toàn biến thành thế lực duy nhất trong ngũ đại hoàng triều đầu nhập vào thế lực chó săn thần giới. Đại Nguyên Soái hôm nay cũng chính là kẻ lúc trước bán đứng ba người từ Dương đến từ nanh vuốt kia của thần giới, bản thân cũng là quốc sư của Thiên Uy hoàng triều, có thể nói nhất mạch Thiên Uy hoàng triều mới là người đầu tiên vây công cổ hạ hoàng triều. Từ Dương không nói hai lời, lập tức bay lên trời, thẳng đến chiến trường Bắc. Chiến trường phía Bắc này, tình huống hoàn toàn khác biệt với khu vực khác, Từ Dương vừa rơi xuống đất liền thấy được tràng diện ngàn dặm băng phong vạn dặm tuyết bay toàn bộ khu vực chiến trường đều bị lực lượng băng tuyết vô cùng cường đại bao trùm hoàn toàn không khí đều lạnh thấu xương đến cực điểm mà nguyên nhân tạo thành một loại hoàn cảnh chiến trường đặc thù như vậy tự nhiên là xuất phát từ thế lực nhất mạch thiên uy hoàng triều lão đại linh giao cùng lăng vân nhìn thấy bóng dáng từ dương vững vàng rơi xuống trước mặt hai người nội tâm sao động lập tức trở nên vững vàng hơn nhiều mà vẻ mặt hai đại nữ thần biến hóa như vậy cũng lập tức dẫn tới đối phương là thiên huy hoàng triều quân trong trận doanh những cường giả đứng đầu kia sao động người mới tới là ai từ trước đến nay ta chưa từng gặp qua người này ha ha mặc kệ hắn là ai hẳn cũng là đồng bạn của hai cô gái kia hai nữ nhân kia nghiêm trọng như vậy ta thấy không bằng chúng ta trước tiên hợp lực tiêu diệt tên tiểu tử không biết sống chết này sau đó lại vơ vét hai nữ nhân kia thế nào một đám cường giả lính quân ở một phương diện thiên huy hoàng triều mỗi người đều có tranh lệch tương đối lớn tổng cộng 5 người đều có thế lực đứng đầu trong hệ thống lực lượng nguyên thủy. Mà đại hán đầu chọc đứng ở chính giữa này đang cố gắng phân chia màu sắc, cũng là người dẫn đầu khí thức cường thịnh nhất trong 5 người này, tên là Ao Tây. Ta nói lão đại, tật xấu này của ngươi đến cùng khi nào mới có thể sửa được. Mặc kệ đi nơi nào làm chuyện gì, đôi mắt của ngươi đều vĩnh viễn nhìn chằm chằm vào nữ nhân. Nếu không phải là ham mê sắc đẹp, hôm nay thành tựu của ngươi nhất định phải vượt xa hiện tại. Đào Tây lại là vẻ mặt không cho là đúng, hướng về lão giả mặc trang phục ăn mày như tên ăn mày phía sau lắc đầu. Ta nói lão gọi hoa tử ngươi hiểu cái gì, lấy địa vị ta bây giờ ở trong thiên uy hoàng triều, còn có thể có không gian dâng lên gì nữa, chẳng lẽ ngươi muốn để ta làm hoàng đế. Cùng với đó cố gắng thành lập công huân, chẳng bằng sống một cuộc sống tiêu giao tự tại tính toán. Đác Tây nói xong, con thú cưới đầu tiên đập vào khố mình là con báo săn màu hồng phấn, lập tức thoát ly khu vực đoàn đội của mình, không ngừng tới gần vị trí của tử dương. Tiểu tử, Người hẳn cũng là trợ thủ của hai cô gái này sao, hiện tại lập tức lăn ra khỏi phạm vi tầm mắt của ta, ta có thể cam đoan có thể khiến hai hồng nhan chi kỷ này của ngươi cảm thấy vui vẻ. Đắc Tây hôm nay tựa hồ so với bất cứ nhiệm vụ nào xuất hiện trước đây đều hưng phấn hơn nhiều, bởi vì hai nữ nhân linh giao cùng Lăng Vân có được dung nhan hoàn mỹ, có thể thỏa mãn huyễn tưởng phế vật này hết thảy. Đáng tiếc chính hắn còn không ngờ tới, khi hắn dùng loại ánh mắt màu sắc híp mắt này, nhìn chằm chằm hai bóng người sau lưng Từ Dương, vận mệnh của hắn đã định trước. Từ Dương chưa bao giờ cho phép bất kỳ người nào đánh chủ ý đồng bạn của mình, còn có thể tiêu dao trắng trợn không kiêng nể gì dưới đó. Mỗi một gia hỏa dùng gương mặt miệng như vậy xuất hiện trước mặt mình, cuối cùng đều phải nhận trừng phạt vô cùng nghiêm khắc. Sở dĩ Từ Dương còn chưa ra tay, hắn chỉ không ngừng sàng lọc tuyển chọn trong đầu, rốt cuộc nên dùng thủ đoạn thế nào để khiển trách gia hỏa không biết trời cao đất rộng trước mắt này đây. Huynh đệ, người có biết một loại hình pháp gọi là thiến hay không? Nghe được hai chữ này, đảo Tây trong nháy mắt nổi giận, nhưng mà hắn cũng không có cách không trước tiên ra tay với Từ dương, mà là bản năng tăng nhanh tốc độ tỏa kỵ săn báo dưới khố, đồng thời từ từ phóng xuất ra ba động lực lượng nguyên thủy lực áp bách 10 phần, muốn thông qua phương thức như vậy phá nát phòng tuyến tâm lý của người trẻ tuổi trước mặt này. Đác Tây nằm mơ cũng không nghĩ ra, bộ dáng này của hắn, trong mắt Từ dương xem ra vẻn vẹn chỉ là một thằng hề không có gì khác biệt. Mà Linh Giao và Lăng Vân sau khi cảm nhận được khí thức cực kỳ đặc thù trên người Từ Dương, liếc mắt nhìn nhau, hai đại nữ thần đều lộ ra nụ cười hiểu ý. Bởi vì bọn họ rất rõ, lão đại nhà mình sẽ nhanh chóng ra mặt vì bọn họ. Ta đã từng nói, trên thế giới này, không có bất kỳ ai dám dùng giọng điệu như ngươi để vũ nhục bằng hữu của từ dương ta, là trừng phạt đối với lời nói của ngươi, ta quyết định dùng một loại phương thức rất đặc thù để giúp ngươi rửa tội. Từ dương vừa nói xong, đại địa pháp tác lập tức phát huy ra tác dụng cường đại, ở phía dưới thân thể gia hỏa đang cấp tốc chạy đến này, đột một chui ra hơn 10 đạo phong mang nham thạch thật lớn, hoàn toàn ngăn cản con đường chạy về phía tây này. Đồng thời, bởi vì mấy khối cự thạch này xuất hiện thập phần đột ngột, đảo Tây cũng không có chuẩn bị chu toàn nhiều, cả người bị lực trùng kích đột nhiên xuất hiện này trực tiếp hướng về trong hư không. Nhưng cũng chính thủ đoạn một đợt đột nhiên hàng lâm này, làm cho đảo Tây lần đầu tiên cảm nhận được thực lực cường đại của thiếu niên trước mặt này. Tiểu tử, đây là thủ đoạn gì vậy? Lại có thể nhanh chóng thay đổi hình thái mặt đất như vậy? Đảo Tây chấn động, vẻ mặt sợ hãi nhìn chăm chú cảnh tượng trước mắt. Từ Dương căn bản không có dục vọng trả lời vấn đề của hắn, bởi vì ở trong hệ thống tư duy của Từ Dương, một người chỉ xứng làm con sâu cái kiến dưới chân mình, căn bản không có tư cách để mình trả lời nghi vấn của hắn. Đối mặt với loại con sâu cái kiến này, xử lý rất dễ dàng. Chỉ cần dùng lực lượng cường đại nhất của mình là phải nghiền nát cho bớt đi một ít phiền toái. Muốn ta trả lời vấn đề của ngươi sao? Vậy ngươi phải dùng thực lực để chứng minh ngươi có giá trị như vậy. Từ dương vừa dứt lời, đảo Tây đã hoàn toàn bị chọc giận, trên thực tế tên đại hán đầu chọc này vốn định lấy từ dương khai đao, tiến tới trước mặt sư lăng vân và linh giao biểu hiện ra thực lực anh dũng cùng với mình. Lúc này hắn bay lên trời, thoát ly tỏa kỵ săn báo của mình, sau lưng có một phi luân thật lớn vung về phía từ dương, cả người hoàn toàn chính xác bộc phát ra một cỗ khí thức sát lục thập phần cường đại, nếu đổi lại là ba động khí thức như vậy bình thường, tuyệt đối có thể chứng minh thực lực đại hỷ không thể khinh thường. Nhưng lần này đối thủ của hắn là Từ Dương, cho dù hắn có lực lượng cường đại hơn nữa, cũng rất khó có thể 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 hiện ra giá trị riêng của mình trước mặt nam nhân này. Không cần uổng phí sức lực, tên phế vật chết bầm ngươi, cho dù 100 người cộng lại cũng không bằng một ngón chân của lão đại chúng ta. 759, chương 79 cơn khí xoay đồng thời nở rộ, nói thật. Linh Giao đột nhiên mở miệng như vậy, đích thật là tạo thành đả kích cực lớn cho sâu trong tâm linh hướng Tây. Bất quá Linh Giao chính là đang dùng phương thức như vậy, chủ động phá hủy dục vọng chiến đấu của Đát Tây, do đó dùng phương thức đơn giản nhất tranh thủ ưu thế cho lão đại nhà mình càng lớn hơn. Thật không nghĩ tới chính là, đảo Tây này ngược lại có vài phần thuộc tính của chó, linh giao càng làm nhục hắn như vậy, chiến ý của hắn ngược lại càng hưng phấn thêm mấy phần. Ha ha ha, ta thích loại tiểu bà nương hung hăng này của ngươi, chờ ông đây nhìn nát tên này trước rồi mới đi chinh phục các ngươi. Phi luân cực lớn dưới sự điều khiển của lực lượng nguyên thủy phía Tây, không ngừng xoay quanh trên không trung, nhiều lần từ các góc độ thi triển lực lượng áp chế toàn phương hướng đối với Từ Dương. Tất cả mọi người đều tập trung lực chú ý lên người Từ Dương, nhưng bọn họ rất nhanh phát hiện, lực lượng Từ Dương chẳng những không giảm bớt chút nào, ngược lại bởi vì cái phi luân khổng lồ này không ngừng tới gần, từng chút kích phát ra tiềm năng thân thể to lớn của hắn. Một đạo, hai đạo, ba đạo, không ngừng có khí xoáy trong cơ thể Từ Dương cháy lên, phóng xuất ra lực lượng cường đại, tự nhiên cũng hấp dẫn mấy đại cường giả đỉnh cấp khác của Thiên Uy Hoàng triều trận doanh chú ý ôi trời ơi gia hỏa này rốt cuộc có lai lịch gì lại có thể đồng thời mở ra bốn luồng khí xoáy nội tình như vậy cơ hồ đã có thể so sánh với mấy người chúng ta sao ta lại không biết người ngoại lai trong hệ thống chư thiên thế giới từ khi nào vậy vậy mà cũng có người có thể tinh thông nội tình lực lượng nguyên thủy thâm ảo này trong đoàn đội thiên uy hoàng triều tên sát thủ trung niên gầy yếu tết bím tóc đột nhiên mở miệng cái này còn phải nói sao khẳng định chính là thế tử cổ hạ hoàng triều kia vì tranh thủ càng nhiều thế lực ngoại bộ ủng hộ, ý đồ ở nội bộ ngũ đại hoàng triều chúng ta thành lập quyền uy tuyệt đối, mà bán đứng hệ thống truyền thừa chỉ có ở nguyên thủy đại lục chúng ta, đây chính là nguyên nhân chết tiệt của hắn. Thiên uy hoàng triều mấy cường giả đứng đầu này đều chấp nhất từ chối, một mặt đang chửi rủa chuyện thế tử cổ hạ hoàng triều làm, một mặt khác đều dần dần bắt đầu kiêng kỵ thực lực từ dương trước mặt. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là tuyệt vọng chân chính. Lúc này phi luân cực lớn đã thiêu đốt đến cực điểm, vô số ánh sáng trói mắt óng ánh tại đây bản thể phi luân đột nhiên phân liệt ra dọc theo các phương hướng đồng thời điên cuồng nghiền áp lên đỉnh đầu từ dương nhưng mà khiến hắn cảm thấy không thể tin nổi chính là từ đầu đến cuối hắn đều không thể thương tổn đến bản thể của từ dương thậm chí ngay cả cương khí thủ hộ của hắn cũng không thể hoàn toàn phá giải nếu ngươi vẻn vẹn chỉ có chút thực lực như vậy vậy ngươi vẫn nên nhanh chóng cút về trong trận doanh của ngươi đi làm cho ngươi mộng ban ngày đi ngươi thậm chí ngay cả tư cách làm đối thủ của ta cũng không có ta cũng lười giết ngươi những lời này của từ dương thực sự là sự nhục nhã lớn nhất đối với đảo tây đối với cường giả loại cấp bậc này của đảo tây mà nói nếu như hắn có thể để đối thủ của mình giết liền một mực lười giết hắn chứng minh hắn thật sự một chút ý nghĩa tồn tại cũng không có ngươi khinh người quá đáng dưới sự giận dữ của đảo tây thịnh đột nhiên bay lên trời cả người cứ như vậy đứng ở phía trên một cái pháp khí phi luân của hắn cùng tồn tại lúc này Đào Tây cho mấy đại cường giả trận doanh Thiên Uy Hoàng triều phía sau một ánh mắt, còn lại mấy cao thủ kia tựa hồ ngầm hiểu lẫn nhau, đồng thời gật đầu với hắn. Theo sát phía sau, bốn người khác cũng đồng thời có động tác giống nhau, mỗi người đâm vào mi tâm của mình, bắt đầu ngưng tụ tinh hoa phong nguyên trong cơ thể cường đại không gì sánh được dự trữ, từng người không ngừng vận chuyển tiên thiên nguyên khí, trong thời gian ngắn ngưng tụ ra nội tình tương đối khổng lồ, đồng thời ngưng tụ ra phía trên không phi luân kia. Năm đạo bổn nguyên thuộc tính hoàn toàn khác nhau vô cùng cường đại, điên cuồng tụ hợp vào cùng một người, hiển nhiên bốn người này đang lợi dụng một loại thủ đoạn đặc thù trở thành vững chắc phía sau đát tây, cung cấp cho hắn tinh hoa phong nguyên không ngừng tăng trưởng gấp mấy lần. Không bao lâu sau, lực chiến đấu ở phía tây đảo đã đạt được tiết tấu tăng trưởng không thể tưởng tượng nổi, mỗi lần ra tay của hắn đều ẩn chứa ba động lực lượng nguyên thủy vô cùng cường đại, thậm chí đã sinh ra hiệu quả phóng xạ trong phạm vi lĩnh vực. Tiểu tử, người không phải rất càn rỡ sao? để cho ngươi kiến thức một chút thủ đoạn công sát cường đại nhất thiên uy đế quốc ta ngũ hành liệt không mâu, đảo Tây điên cuồng phát ra một tiếng la, trong tích tắc này, gia hỏa này thông qua lực lượng bản nguyên phía sau mình ngưng tụ đến, đều đồng thời hội tụ ở tiết tấu tiến công này. Toàn bộ lực lượng nguyên thủy kia do nguyên thủy ngưng tụ ra, tản ra đồ đằng trường mâu ngũ sắc quang mang, khóa chặt vị trí ba động khí thức của từ dương, chính là tiết tấu trọng thương đối thủ dưới một kích này sắp sửa tạo ra cỗ lực lượng này. Ha ha, xem ra người rất có lòng tin với lực lượng một đợt này của mình. Đắc Tây kiêu ngạo đến cực điểm, không quên ở trong hư không một tay nắm chặt liệt không trường mâu đang hướng tới vô địch này một tay khác còn hướng về phía tử dương so sánh với ngón giữa nếu như một kích này không thể làm ngươi trọng thương mẹ kiếp ta sẽ mang họ của ngươi đi được đây chính là tư cách để ngươi nói nhiều người như vậy đều nghe thấy ngươi tốt nhất không nên đổi ý nếu không ta sẽ phế bỏ ngươi ngay trước mặt tất cả mọi người tư cách của ngươi là một nam nhân lời này của tử dương đã tương đối ngoan độc cũng coi như là nhắc nhở đối phương đủ nhưng mà lúc này trong não tây của đảo căn bản không có hai chữ sợ hãi. Trong mỗi một trận chiến đấu, khi đoàn đội của hắn thi triển ra kỹ năng gạt bỏ một chiêu này, kết cục đối phương đều là không chết không phải tàn phế, căn bản không thể ngưng tụ ra một chiêu phản công tiếp theo. Đáng tiếc chính là, đi qua những lý lịch quang vinh này, để đảo tây quên sạch cho nên, càng thêm quên mất từ dương căn bản không phải một tồn tại hắn có thể tạo ra. Rất tốt, ta nhất định sẽ phối hợp với người diễn tốt màn kịch này. Từ dương nở nụ cười lạnh như băng, sau đó bình tĩnh nhắm hai mắt lại, ngạo nghễ chắp hai tay sau lưng, chờ đợi tất cả lực lượng hàng lâm. Tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, lúc này từ dương hầu như đã từ bỏ tất cả bản năng phòng ngự, thậm chí ngay cả cương khí nguyên thủy cường đại không gì sánh được ngoài thân của hắn cũng đồng loạt biến mất. Ôi trời ơi, tiểu tử này chẳng lẽ rất rõ ràng mình không thể chống cự lực lượng như vậy, trực tiếp lựa chọn buông tha, chờ chết sao? Một phương thiên uy hoàng triều, lão đầu ăn mày ăn mày kia vẻ mặt khó tin, trừng lớn hai mắt, phát ra nghi vấn như vậy có lẽ vậy dù sao năm người chúng ta liên thủ cho tới bây giờ cũng không có thất thủ ta không tin tên này có năng lực gì có thể chống lại lực lượng tuyệt sát của chúng ta suốt cuộc trường mâu phá không rời khỏi bàn tay đảo tây hết thảy tựa hồ đều đang tiến hành trong tiết tấu bọn họ kỳ vọng nhưng khi thanh trường mâu này thật sự đâm vào bản thể từ dương tất cả lực lượng giống như thạch trầm biển cả trong khoảnh khắc hoàn toàn biến mất cứ như vậy biến thành hư vô kế tiếp tất cả mọi người đều theo bản năng mở to hai mắt trận mắt há hốc mồm nhìn hết thảy hồi lâu cũng không có cách nào khôi phục lại từ trong khiếp sợ vừa rồi nguyên nhân rất đơn giản bọn họ cũng không phải sợ hãi kết cục như vậy xuất hiện chân chính làm bọn họ cảm thấy tuyệt vọng chính là quá trình trong nháy mắt kia biến mất lực lượng